Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới, tức là tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019. Cũng như chúng ta cũng sẽ điểm qua lại tình hình xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Thế thì trước khi mà Hùng đi vào phân tích thị trường ở trong tuần tới và có một vài góc cạnh để nhìn nhận xu thế thị trường, thì trong tuần vừa qua Hùng có Hùng có thấy nhận được trong cái bản tin video số 60 thì có hai ý kiến. Nhân tiện là cái câu chuyện hai ý kiến này, Hùng cũng sẽ có một vài ý kiến như sau. Thì có bạn số 82 Tống thì có comment có nói với Hùng Lê là thỉnh thoảng thì nên có những cái buổi trực tiếp ở trên Facebook hoặc là trên YouTube để tất cả các anh chị có thể có những cái tư vấn và có những cái tương tác hai chiều, tức là ý là các anh chị có hỏi các cái cổ phiếu thì Hùng Lê có thể trả lời các anh chị. Ok, thì đây là một cái ý kiến rất là hay. Thì hiện tại thì Hùng chưa có điều kiện để Hùng có thể live stream trực tiếp. Thì thay vì việc đó thì trong ở hàng tuần ấy, hàng tuần thì các anh chị lưu ý là dưới các cái bản tin hàng tuần thì Hùng luôn chúng ta luôn có cái phần comment ở dưới này. Và các anh chị, nếu những anh chị nào mà có những cái câu hỏi liên quan đến cổ phiếu thì các anh chị có thể comment, các anh chị xem lại ở những cái bản tin trước, thì khi mà Hùng nhận được những cái comment về các cái câu hỏi về các cái mã cổ phiếu thì Hùng có trả lời các anh chị ở dưới đó. Đó là về về cái việc tương tác hai chiều, thì đấy là một ý kiến rất hay. Và sau này khi mà Hùng Lê hoàn thiện hết được tất cả các cái dữ liệu thì Hùng Lê có thể Hùng sẽ live stream trực tiếp để có thể trao đổi và tư vấn trực tiếp và trò chuyện cùng với tất cả các anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn tất cả những cái anh chị mà đã có những cái đóng góp cho Hùng Lê để cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển lên. Một cái comment thứ hai mà Hùng Lê cũng 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 đã trả lời của bạn Thúy Phạm. Bạn có comment là rất tiếc là trong thời gian vừa rồi anh phân tích Vietcombank sai, còn các cái bài còn lại các cái bài phân tích của anh thì rất ok ạ. Thì Hùng Lê cũng có trả lời bạn là phân tích kỹ thuật là chúng ta sử dụng tất cả những cái dữ liệu trong quá khứ để chúng ta tiên lượng một cái con đường đi trong tương lai. Thì cái câu chuyện mà đúng sai ở trên thị trường chứng khoán thì với cá nhân Hùng Lê, không biết với cá nhân của các anh chị thì như thế nào, nhưng với cá nhân của Hùng Lê thì nó diễn ra hàng ngày và nó diễn ra thường xuyên và liên tục trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Và Hùng đã chia sẻ ở nếu những anh chị nào xem những bản tin của Hùng thì Hùng đã chia sẻ rất nhiều, đấy là quan trọng cái câu chuyện là khi chúng ta đúng thì chúng ta hành động như thế nào và khi chúng ta sai thì chúng ta hành động như thế nào, thì đấy mới là cái mấu chốt, đấy mới là cái mấu chốt mà để chúng ta sinh tồn được, để chúng ta sinh tồn được ở trên thị trường chứng khoán. Và Hùng cũng chỉ hy vọng là trong 6 ví dụ chúng ta chọn ra 10 mã cổ phiếu để chúng ta mua hoặc mua mua thì hy vọng chúng ta sẽ đúng được khoảng tầm 6 mã cổ phiếu và 4 mã cổ phiếu chúng ta chọn sai, thì như thế là chúng ta cũng đã rất là thành công rồi. Và tí nữa thì Hùng sẽ nói luôn, và có khả năng Hùng sẽ nói luôn cái câu chuyện là đúng và sai. Thì ngày hôm nay là một cái bản tin mà kết thúc tháng 6, tức là tuần cuối cùng của tháng 6 đã đi qua và chúng ta chuẩn bị chào đón tháng 7 và chúng ta chuẩn bị chào đón quý 3. Thì trong cái bản tin này thì sẽ có rất nhiều các cái vấn đề để chúng ta đề cập ngoài cái việc là chúng ta phân tích cổ phiếu. Thế thì nói đến cái câu chuyện đúng sai thì Hùng đã chuẩn bị sẵn ra đây cho các anh chị một cái bài toán. Đấy là ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ. Thực ra là cái bài toán này thì sau này Hùng sẽ có một cái bản tin riêng, có một bản video riêng để giới thiệu đến với cộng đồng nhà đầu tư. Đấy là quản trị rủi ro tài khoản sự sống còn ở trên thị trường chứng khoán. Thì Hùng lấy ra đây một cái ví dụ như sau. Giả sử là vốn đầu tư của quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có 500 triệu. 500 triệu thì chúng ta chia làm 5 phần bằng nhau và mỗi phần là 100 triệu và chúng ta dành cho một mã cổ phiếu. Thì trong cái bản tin tuần trước, và những bản tin gần đây, ví dụ như Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua cổ phiếu Vinamilk 1 phần 3 đến 1 phần 4 số định mua tại vùng giá 123. Tại vì sao? Tại vì Hùng thấy ở vùng giá 123 cổ phiếu Vinamilk đã có những cái phiên hình thành cái nền tích lũy ở đây, và cái vùng từ vùng giá 120 đến vùng 123, đây Hùng nó vẽ một cái vòng tròn xanh xanh ở đây, là cái vùng mà Hùng tiên lượng thôi, Hùng tiên lượng là khả năng là nó sẽ hội tụ tại đây.
Chính vì vậy nên Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta mở những cái điểm mua gom đầu tiên khi mà Vinamilk chạm về vùng giá 123. Ok, vậy thì chúng ta sẽ lấy 100 triệu để chúng ta đầu tư tối đa cổ phiếu Vinamilk, chúng ta chia 3 ra đúng không ạ? Tức là khoảng tầm 33 triệu và chúng ta Hùng Lê cứ lấy là 35 triệu cho nó chẵn. Vậy thì cái số lượng cổ phiếu mà chúng ta Vinamilk chúng ta sẽ mua được là chúng ta sẽ lấy 35 triệu mà chúng ta chia cho 123.000 thì nó sẽ rơi vào, tức là tại cái vùng giá 123 là chúng ta mua được 280 cổ phiếu. Và sau khi mua xong thì chúng ta phải chờ đến T cộng 3 thì cổ phiếu sẽ về đến tài khoản. Thì khi cổ phiếu về đến tài khoản đúng không ạ, thì Hùng sẽ đề ra trường hợp 1, tức là khi cổ phiếu về đến tài khoản không bị lỗ và giá đóng cửa của khi T cộng 3 về thì lớn hơn hoặc bằng 123. Tức là khi mà cổ phiếu về đến tài khoản có nghĩa là cái hướng tư duy của chúng ta đúng, tức là chúng ta mua cổ phiếu là chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu tăng giá chứ không phải là cổ phiếu giảm giá. Vậy thì khi cái hướng tư duy của chúng ta đúng đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và quan sát những cái động thái vận động tiếp theo. Và nếu cổ phiếu tăng và kèm theo các cái tín hiệu kỹ thuật đạt thì chúng ta sẽ mua ở gia tăng tỷ trọng. Vậy thì tín hiệu kỹ thuật đạt ở đây là gì? Ví dụ Hùng Lê lấy ví dụ kỹ thuật đạt là sẽ có những phiên mà Vinamilk đánh được về vượt qua khoảng vùng giá 127 với lượng vốn đạt khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu đó, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà đạt để giúp cho chúng ta gia tăng tỷ trọng đó, giúp cho chúng ta gia tăng tỷ trọng. Ok, trường hợp thứ hai, nếu mà cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta bị lỗ và giả sử cái mức quản trị rủi ro của các anh chị chúng ta đặt ra là 7% thì chúng ta sẽ cắt lỗ. Với mức lỗ 7% thì giá của Vinamilk bị đạp về khoảng 114, tức là gãy cái vùng nền hỗ trợ 120, thì chúng ta sẽ tính được tổng cái lỗ của Vinamilk, chúng ta sẽ lấy 280 cổ phiếu mà chúng ta sẽ nhân với là giá vốn của chúng ta là 123 trừ đi 114, tức là chúng ta bị lỗ là 2.520.000, và chúng ta sẽ tính phần trăm lỗ trên tổng vốn của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy 2.520.000 mà chúng ta chia cho 500 triệu cái vốn của chúng ta thì chúng ta ra là 0.5.04% đó. Vậy thì với một cái mức lỗ là khi chúng ta mua Vinamilk ở vùng giá 123 với một cái phương pháp quản trị rủi ro của chúng ta là chúng ta mở mua 1/3 cái số chúng ta định mua cái đã để chúng ta lấy vị thế. Vậy thì khi cổ phiếu về đến tài khoản, cổ phiếu lỗ 7% thì trên tổng danh mục của chúng ta bị lỗ 0.5%, và Hùng Lê nghĩ rằng là với một cái mức lỗ trên một cái mức lỗ 0.5% trên cái danh mục tổng tài khoản của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể hành động và chúng ta sẽ cắt lỗ ngay Vinamilk được, bởi vì cái trạng thái thần kinh của chúng ta lúc đó là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Ok, trường hợp 2 là như vậy. Hùng Lê đề cập đến một cái trường hợp thứ 3, tức là cái trường hợp xấu nhất, tức là khi cổ phiếu về đến tài khoản bị lỗ và giả sử sau khi chúng ta mua Vinamilk ở vùng giá 123 và chúng ta ăn 3 cái sàn liên tục. Đấy là trường hợp xấu nhất đúng không ạ? Tức là khi chúng ta mua cổ phiếu xong thì cổ phiếu bị đạp sàn 3 phiên. Tức là khi cổ phiếu về đến tài khoản ở đâu đó bị lỗ khoảng tầm 21%. Tức là giá của Vinamilk bị đạp về khoảng tầm 97.000 đúng không ạ? Đây 97.000. Đó, ok. Vậy thì chúng ta cũng tính toán lại, tức là tổng lỗ của Vinamilk thì chúng ta sẽ lấy 280 cổ phiếu mà chúng ta nhân với 123 trừ 97, tức là chúng ta bị lỗ 7.2 triệu. Khi Vinamilk về đến tài khoản thì chúng ta bị lỗ 7.2 triệu và chúng ta cũng lấy 7.2 triệu mà chúng ta chia cho 500 triệu thì chúng ta sẽ ra được cái mức lỗ trên tổng tài khoản của chúng ta là 1.456%. Đó, vậy thì với một cái mức lỗ 1.4 đi, không cho là 1.5% đi, ở trên cái danh mục tổng tài khoản của chúng ta thì chúng ta cũng hoàn toàn chủ động để chúng ta xử lý được. Tức là cái hệ thần kinh của chúng ta vẫn đủ tỉnh táo để chúng ta với một mức lỗ để chúng ta hoàn toàn chúng ta xử lý được tài khoản. Cái sai lầm lớn nhất của các anh chị đầu tư đấy là khi chúng ta bị lỗ quá nặng thì chúng ta phó mặc cho thị trường, phó mặc cho số phận, và thậm chí là có nhiều anh chị là chúng ta đóng luôn tài khoản của chúng ta đi chơi và chúng ta không ngó nghiêng đến tài khoản, và khi chúng ta quay trở về chúng ta ngó lại tài khoản thì tài khoản của chúng ta đã bị bốc hơi 50%, 60%. Đó, vậy thì lúc mà tài khoản bốc hơi 50-60% rồi thì lúc đó chúng ta không thể xử lý được. Cái thần kinh của chúng ta không đủ để xử lý được. Ví dụ như chúng ta đầu tư 500 triệu mà chúng ta bị lỗ 60% chẳng hạn, tức là 6 năm chúng ta bị lỗ đi 300 triệu. Vậy thì trong tài khoản của chúng ta còn 200 triệu thì
cái thần kinh của chúng ta sẽ không bao giờ xử lý được, là chúng ta phải đủ dũng cảm để chúng ta cắt lỗ. Thì mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ đấy. Mấu chốt vấn đề nó không nằm ở chỗ là chúng ta lựa chọn cổ phiếu đúng hay là lựa chọn kiểu cổ phiếu sai, mà cái sai của chúng ta đấy là cái sai trong cái phương pháp quản trị rủi ro. Còn không thể một anh chị nào mà nói rằng tôi mua 10 mã cổ phiếu tôi đúng cả 10, thì như thế thì chắc là Hùng Lê cũng phải bái làm sư tổ. Và nếu mà những ai mà làm được như thế thì chắc là một thiên tài rồi, thiên tài trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán nói chung và của toàn thế giới, và đối với Việt Nam thì nó lại là thành thần đồng đó. Vậy thì cái bài toán thứ nhất Hùng đã đưa ra đấy là với một cái phương pháp quản trị rủi ro về dòng tiền chúng ta như vậy. Và nếu cái bài toán thứ hai Hùng đưa ra là nếu chúng ta không có phương pháp quản trị rủi ro, và giả sử cái tài khoản của chúng ta cũng có vốn là 500 triệu, đúng không ạ, và khi Hùng khuyến nghị mở mua Vinamilk 123 thì giờ chúng ta mua hết, tức là chúng ta lấy 500 triệu chúng ta mở mua hết Vinamilk ở vùng giá 123, thì cái số lượng cổ phiếu chúng ta sẽ mua được đâu đó Hùng đã chia rồi là khoảng 4.000 cổ phiếu đi, 4.065 cổ phiếu. Và trường hợp 1 thì ok, tức là cổ phiếu về đến tài khoản và giá đóng cửa vẫn lớn hơn 123 thì ok, trường hợp này chúng ta không nói, thì chúng ta có thể là quan sát để nếu mà cổ phiếu tăng lên thì chúng ta chốt lời. Còn trường hợp thứ hai, đúng không ạ, trường hợp thứ hai nếu mà cổ phiếu về bị lỗ 7% thì chúng ta cũng lấy 4.065, tức là Hùng chỗ này là thực ra là không có 4.065 các anh chị nhé, chỉ có 4.060 thôi, nhưng mà vì khi Hùng chia thì Hùng cứ lấy như thế, thì đâu đó chúng ta bị lỗ khoảng tầm 36.500.000, và chúng ta cũng sẽ lấy là phần trăm lỗ trên tổng vốn, tức là chúng ta sẽ lấy 36 triệu và chúng ta chia cho 500 triệu, tức là nó rơi vào trên tổng danh mục của chúng ta là bị lỗ khoảng tầm 7.3%. Và với một cái mức lỗ 7.3%, tức là chúng ta bị lỗ 36 triệu đi, thì chúng ta bị tương đương với mức lỗ 7.3%. Thì trên 7.3% này thì với một cái mức lỗ như này thì thần kinh của chúng ta vẫn xử lý được, Hùng tin là vẫn xử lý được. Tuy nhiên một cái trường hợp 3 nó xấu hơn, đó là khi cổ phiếu về tài khoản và cũng hoàn toàn tương tự như trong cái bài toán thứ nhất Hùng đưa ra, và bị ăn 3 cái sàn thì là lỗ 21%. Tức là khi cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta thì chúng ta đã bị lỗ khoảng tầm 105.600.000, và chúng ta sẽ chia cho 105 triệu, chia cho 100, tổng lỗ là 105 triệu mà chúng ta chia cho tổng vốn đầu tư trên 500 triệu, thì như vậy là chúng ta ra một cái mức lỗ khoảng tầm 21.1%. Thì sau 3 ngày khi chúng ta mua xong và cổ phiếu về đến tài khoản và chúng ta bị lỗ 105 triệu trên 500 triệu, thì Hùng tin rằng đấy là một cái trường hợp rất là sốc. Và sốc như vậy thì các anh chị sẽ tiếp tục là neo giữ, các anh chị tiếp tục kỳ vọng, các anh chị tiếp tục là trong ôm cổ phiếu trong một cái hoài vọng là cổ phiếu sẽ hồi, nhưng mà rõ ràng là cổ phiếu không hồi và càng ngày càng đi xuống, và mức lỗ của chúng ta ngày càng một lớn dần lên, và đến một cái ngưỡng ví dụ như lỗ đến 30%, 40% là chúng ta bắt đầu đóng tài khoản, chúng ta bỏ bê đấy, chúng ta phó mặc cho nó, và đến khi mà lỗ khoảng tầm 60-70% lúc chúng ta quay lại tài khoản của chúng ta, thì như thế là tài khoản của chúng ta đã bị lỗ rất là sâu. Và chúng ta cứ ôm cái mức lỗ đó trong khi có rất nhiều những mã cổ phiếu khác tốt hơn đang có những cơ hội, thì chúng ta lại không có vốn để chúng ta quay vòng. Và đấy mới là mấu chốt của vấn đề đúng và sai ở trên thị trường. Và Hùng Lê phải khẳng định chắc chắn rằng với các anh chị đấy là khi chúng ta mua một mã cổ phiếu là chúng ta kỳ vọng về một cái tương lai của nó. Tuy nhiên là không ai dám chắc được rằng là sau khi chúng ta mua xong thì ngày mai cổ phiếu nó sẽ tốt lên hay cổ phiếu nó sẽ xấu lên, xấu đi. Chúng ta chỉ đánh giá được qua những cái góc độ về phân tích kỹ thuật, và chúng ta đánh giá qua được về những cái góc độ phân tích cơ bản. Đó, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta mua nhưng mà tối hôm nay có một cái lệnh khởi tố của ông tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, thì Hùng tin rằng là cổ phiếu sẽ bị đạp. Đấy, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái yếu tố rủi ro mà chúng ta không bao giờ chúng ta lường trước được ở trên thị trường chứng khoán. Và chính vì vậy nên là Hùng Lê vẫn khuyến nghị với các anh chị là để chúng ta sinh tồn được ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải tính một cái bài toán, đấy là chúng ta đi đường dài. Đấy, có thể hôm nay chúng ta đầu tư thành công, đấy, chúng ta đầu tư chột chật, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Ngày mai các bạn cũng làm được như thế, và năm nay các bạn làm được như thế, nhưng một năm sau chỉ một trận thôi, chỉ một cái lệnh thôi, chỉ một mã cổ phiếu thôi, thì chúng ta đã đốt hết toàn bộ những cái thành quả của chúng ta. Thì cái phương pháp quản trị rủi ro dòng tiền, quản trị rủi ro tài khoản và quản trị điểm mua mới là mấu chốt vấn đề của chúng ta trong cái quá trình đầu tư. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay, nhân cái câu chuyện là có một bạn ấy comment là
đúng và sai, thì ok chúng ta sẽ có những cái đúng và những cái sai ở trên thị trường đối với bản thân Hùng Lê. Thì Hùng Lê thấy đấy là một cái mà nó diễn ra hàng ngày và thường xuyên, và quan trọng là cái quản trị rủi ro của chúng ta nó đến đâu. Ok, đấy thì nhân cái câu chuyện đó thì Hùng sẽ chia sẻ ở đầu cái bản tin này cái nội dung đấy là cái quản trị rủi ro dòng tiền và quản trị rủi ro các cái điểm mua nó quan trọng đến mức như thế nào trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Ok, phần thứ hai thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại thị trường quý 2. Và tại sao Hùng lại nói như vậy? Tại sao Hùng lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VN Index của chúng ta, đúng không? VN Index của chúng ta trong quý 2 của năm 2019 thì đã có một một cái đi đường đi nó khá là trầm lắng. Tháng 1, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì gần như thị trường của chúng ta đã đi xuống, đúng không ạ? Và chúng ta cùng quay lại lịch sử của năm 2018 thì quý 2 cũng là một cái quý khá là tồi tệ khi mà thị trường cũng đi xuống rất là mạnh. Vậy thì bây giờ chúng ta đã kết thúc quý 2, tức là chúng ta kết thúc tháng 6 và chúng ta bắt đầu chào đón tháng 7, tháng 8, tháng 9, đấy là quý 3. Thì Hùng Lê đánh giá rằng trong quý 3 thì tất cả những cái yếu tố về thông tin hỗ trợ nó sẽ tích cực hơn. Nó sẽ không bị trũng về thông tin, và chúng ta cùng chờ đón kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ được kỳ vọng sẽ là những cái yếu tố để cho chúng ta có được một cái quý 3 nó tốt hơn. Bởi vì rõ ràng là trong 6 tháng đầu năm của năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam rất khó làm ăn trên thị trường chứng khoán cơ sở. Còn tí nữa Hùng sẽ nói đến phái sinh. Và quý 3 thì chúng ta cùng nhìn lại lịch sử là trong quý 3 của năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một mức tăng khá là ok, khá là tốt, đúng không ạ? Đây, tức là các anh chị có thể nhìn thấy cái hình hình Hùng vẽ ở đây. Đây là quý 2 và tiếp nối quý 3 thì ở đây thì quý 3 đã có một mức tăng của năm 2018. Chúng ta cùng xem năm 2017. Năm 2017 thì chúng ta không phải bàn, bởi vì năm 2017 là một cái năm mà thị trường chứng khoán của chúng ta đi lên, và quý 3 của 2017 thì thị trường chứng khoán cũng đã có một cái mức tăng rất là ấn tượng của năm 2017. Chúng ta cùng đi năm 2016. 2016 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Kết thúc quý 2 và quý 3 thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Và chúng ta cùng đi đến năm 2015. Thì nửa đầu của quý 3 thị trường tăng, và sau đó thì cùng sẽ zoom nhỏ nhỏ lại thế này một tí để chúng ta có hiện thêm tháng thì nó sẽ dễ hơn. Đó, nửa đầu của quý 3 tức là bước vào tháng 7 thì thị trường của chúng ta có tăng. Và chúng ta cùng nhìn lại tiếp tục nhìn lại năm 2014 thì quý 3 các anh chị có thể nhìn thấy đây, quý 3 cái vòng tròn này, cái chỗ hình vẽ này là kết thúc quý 2 và quý 3 của năm 2014 thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng, VN Index tăng. Riêng năm 2013 thì nó hơi lình xình, tức là nó có hơi tăng được một ít và sau đó thì nó giảm. Năm 2012 thì cũng có tăng nhưng mà sau đó thì nhịp tăng này nó không được dài. Năm 2011 thì giảm, và năm 2010 thì cũng giảm. Như vậy là chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái chu kỳ lịch sử ở những năm gần đây thì Hùng Lê đều nhận thấy là quý 3 thị trường chứng khoán Việt Nam khá là tốt. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là sang quý 3 thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ khởi sắc hơn ở trên cái mảng đầu tư chứng khoán cơ sở, để chúng ta có được một cái năm đầu tư nó thành công. Còn 6 tháng đầu năm thì Hùng Lê cũng có thể khẳng định với quý anh chị nhà đầu tư là chúng ta chỉ duy trì ở một cái trạng thái ở một cái góc độ trung bình, còn chưa có thực sự là có được những cái nhịp đánh những cái nhịp đánh mạnh của những cái mã cổ phiếu. Đấy là về về thị trường chứng khoán cơ sở. Rồi ok, Hùng sẽ nói đến về phái sinh. Thì trong những cái bản tin gần đây thì Hùng cũng có đề cập đến quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Đấy là trong cái quãng thời gian mà thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm cái mảng phái sinh, tức là chúng ta cần phải học thêm. Chứ không phải là chúng ta cứ nghe các bạn bảo là ô phái sinh hay lắm, nộp tiền vào chúng ta đánh đi, không không có câu chuyện đó. Chúng ta phải học, chúng ta phải tìm hiểu những cái kiến thức, và sau khi mà chúng ta tìm hiểu
với các cái kiến thức rồi thì chúng ta cần phải tham gia các cái đội nhóm. Thì team của Hùng Lê là một cái team mà Hùng Lê cũng có thể khẳng định với quý anh chị nhà đầu tư, đấy là rất là mạnh về phái sinh. Bản thân thì VPS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu có cái thị phần rất lớn về mảng phái sinh, và team của Hùng Lê thì cũng rất là mạnh về phái sinh. Thì ngày hôm nay là đã tổng kết đây. Đây là cái bảng tổng kết lệnh phái sinh tháng 6 của team của Hùng Lê. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy được là trong tháng 6 thì bởi vì ở đây nó có hai cột hai bên. Thì cột thứ nhất đấy là hợp đồng tương lai của tháng 6, và cái cột thứ hai là hợp đồng tương lai của tháng 7. Thì từ ngày 19 đến ngày 28 là hợp đồng tương lai của tháng 7, còn từ ngày 3 đến ngày 18 là hợp đồng của tháng 6. Thì tại sao lại có hai hợp đồng này? Thì bởi vì là nếu những anh chị nào đã đánh phái sinh thì các anh chị cũng biết rồi, tức là tuần thứ ba ngày thứ năm của tuần thứ ba thì sẽ đóng cái hợp đồng phái sinh của cái hợp đồng cũ và mở ra một cái hợp đồng mới, dẫn đến cái việc là trong tháng thì nó sẽ có hai hợp đồng chạy ở trong cái tháng đó, nó ví dụ như vậy. Thế thì trong tháng 6 thì là hợp đồng tương lai của VN của tháng 6 thì là tổng cái lệnh lãi là 34,4 điểm. Đây, 34,4 điểm. Và hợp đồng của tháng 7 thì từ ngày 19 đến ngày 28 là lãi 38,7 điểm. Và tổng kết lại trong tháng 6, tức là hợp đồng cái trending về phái sinh của Zoom ở trong tháng 6 là 73,1 điểm. Tức là cái tỷ lệ lãi trên tỷ lệ lỗ là 73,1 điểm. Tức là những cái đỏ này là chúng ta bị sai vị thế, và những cái điểm xanh này là những cái điểm mà chúng ta thắng đó. Thì chúng ta sẽ lấy tổng điểm thắng trừ đi tổng điểm thua đó. Thì trong tháng 6 là chúng ta đã có được một cái mức là 73,1 điểm. Thì Hùng Lê đánh giá rằng với một mức điểm như thế này thì cũng khá là tốt và cũng khá là ok. Bởi vì rõ ràng là thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta không thể làm ăn được, thì những anh chị mà chúng ta đã có được một cái nền tảng kiến thức về phái sinh thì chúng ta cũng có thể là trending phái sinh cũng rất là tốt, và tốt với những người có nền tảng kiến thức. Và chúng ta phải có những cái đội nhóm để chúng ta tham gia, để chúng ta có thể lấy ở những cái kiến thức ở trên những cái đội nhóm đó ở trên Zoom để chúng ta có thể tham khảo. Thì rất là đơn giản, thì trong team của Hùng Lê thì có trong Zoom phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi mà bot có những cái tín hiệu thì sau đó thì sẽ được anh em phân tích những cái tín hiệu mà chính xác và cái khả năng xác suất thắng cao, thì sau đó thì sẽ đi lệnh lên ở trên Zoom, và chúng ta sẽ nhìn thấy ở những cái lệnh này, và chúng ta căn cứ những cái tín hiệu đó thì để cho chúng ta có thể, đó là một cái kênh tham khảo. Hùng Lê vẫn nói như vậy, đấy là một cái kênh để chúng ta tham khảo để đưa vào quyết định đầu tư của chúng ta. Ok, đấy là chúng ta vừa mới nhìn lại một cái chặng đường của tháng 6, nhìn lại một cái chặng đường của quý 2 và nhìn lại một cái chặng đường 6 tháng đầu năm của thị trường chứng khoán cơ sở của Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán cơ sở thì rất là khó khăn, còn đối với phái sinh thì vẫn hoạt động khá là tốt, bởi vì phái sinh thì nó có hai chiều. Một là thị trường lên mạnh thì phái sinh cũng thắng, và hai là thị trường giảm cực mạnh thì phái sinh cũng thắng. Đó, và đối với cơ sở thì chúng ta chỉ mong thị trường đi lên thôi, nhưng mà đối với phái sinh thì chúng ta đều mong là thị trường đi lên cũng được, thị trường đi xuống cũng được, mà chúng ta chỉ không mong là thị trường đi sideways. Bởi vì trong đây các anh chị có thể nhìn thấy là cái ngày 25 này là bị lỗi lệnh rất nhiều, bởi vì thị trường sideways và liên tục là những cái tín hiệu đảo lệnh nó bị sai, nó không rõ tín hiệu, dẫn đến là trong cái ngày 25 thì bị thua. Đấy, và xong những cái ngày khác thì rất là ok. Thì đương nhiên trong quá trình chúng ta đầu tư có thắng có thua, đúng các anh chị, và chúng ta cũng không thể là nói được rằng là chúng ta sẽ thắng liên tục. Và quan trọng nhất là khi tổng kết lại một cái chặng đường chúng ta đầu tư, ví dụ như chúng ta tổng kết lại một cái tháng 6, hay là chúng ta tổng kết lại một tháng 7, hoặc là chúng ta tổng kết lại một cái tuần, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta có một cái nền tảng tốt, có một cái team tốt, thì cái số lệnh thắng sẽ nhiều hơn số lệnh thua. Đấy là một điều chắc chắn có thể khẳng định như thế. Còn không thể nói rằng là chúng ta luôn thắng, không có câu chuyện đó. Ok, và phần thứ ba nữa thì sau khi chú Hùng chia sẻ những cái câu chuyện đó xong thì chúng ta sẽ đi phân tích, nhìn nhận lại thị trường trong
trong tuần vừa qua thì hiện tại thì Hùng thấy là ok, giá dầu thì đang có những cái tín hiệu đi ngang, nhưng khả năng là với một cái trend kỹ thuật như này thì khả năng là giá dầu sẽ tiếp tục tăng giá, và nó sẽ ủng hộ cho những cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí, thì tí nữa cũng sẽ đi phân tích chi tiết hơn. Và trong tuần vừa qua thì trong cái bản tin video số 60 thì cũng đã có đề cập đến thị trường của chúng ta sẽ có một cái vùng cản ở đâu đó ở đây khoảng tầm 965. Khi về 965 thì thị trường lại có những phiên dội xuống, và đặc biệt là trong cái phiên ngày thứ năm thị trường giảm rất là mạnh. Thì cái sự giảm mạnh này thì Hùng đánh giá rằng là do bên phái sinh thôi, tức là phái sinh đang short các cái lệnh short rất là mạnh, nên dẫn đến là sẽ đạt cơ sở để phái sinh. Và trong đó trong cái phiên ngày hôm nay thì thị trường đã lấy lại một phần điểm. Tuy nhiên là cái sự lấy lại này thì nó cũng là được đánh giá khá là tích cực. Thì tí nữa cũng sẽ đi phân tích sâu hơn về VN Index của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cổ phiếu Vinhome. Đối với Vinhome ở đây có một cái nền hỗ trợ 76.5, và phiên ngày hôm nay thì Vinhome đã đạp về đến 76.5, và sau đó thì Vinhome đã hút đi lên. Thì đối với cổ phiếu Vinhome thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua ở vùng 78, và dự là có thể đánh đủ vùng T cộng, và dự là Vinhome ở trong cái nhịp này thì khả năng sẽ hồi được về khoảng vùng giá 82. Thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì đã khá là ok, khi mà Vinhome đã lấp đầy cái phần giảm của cái cây nến ngày hôm qua, như vậy rất là tốt. Và những cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là khả năng Vinhome sẽ có một cái nhịp hồi ở đây, và sẽ hồi, trước hết là sẽ hồi lên khoảng vùng 82, và khi đến vùng 82 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Những anh chị nào đang nắm giữ Vinhome thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này. Đối với VIX thì Hùng cũng có đề cập đến khả năng VIX sẽ có một cái nền hỗ trợ đâu đó khoảng tầm vùng 113, và trong cái nhịp này thì khi mà lên đến cái nền hỗ trợ trên ở đây, nền cản trên ở đây đấy là khoảng nền giá 120, thì VIX có thể đạp về đến tiệm cận cái vùng 113, và có thể là sẽ có những cái phiên để hút lại. Xu thế hiện tại của VIX thì Hùng chưa thấy có những cái động lực hồi mạnh, chưa thấy có những động lực hồi mạnh, mà chủ yếu vẫn đang là một cái trạng thái nó khá là lình xình thôi. Cái xu thế tăng giá trở lại chưa được xác lập đối với VIX, thì đối với cổ phiếu VIX thì Hùng đã không khuyến nghị đầu tư từ lâu rồi, mà nó chỉ mang cái tính chất giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Đối với VRE thì Hùng đánh giá rằng trong những cái nhịp này thì VRE có thể hồi được về tối đa đâu đó khoảng vùng 36. Hiện tại thì tín hiệu của VRE nó cũng đang khá là yếu khi mà dòng tiền tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên là VRE thì đã chạm về vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng giá 33. VRE có một cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây này, ở đây là khoảng vùng giá 33.5. Vùng hỗ trợ ngắn ở đây ở vùng 33.5, thì có thể khi chạm về vùng này thì có thể VRE sẽ lình xình ở đây. Tuy nhiên để động lực để cổ phiếu này tăng mạnh hiện tại cũng chưa nhìn thấy, và cái xu thế hiện tại của VRE thì vẫn đang nhìn thấy là một cái xu thế giảm giá là xu thế chủ đạo của VRE, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk thì Hùng đã phân tích và khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ mở mua gom 1/3 số định mua ở vùng giá 123, và thậm chí là khi về đến vùng nền về đến vùng tức là gom cái vùng gom từ vùng 120 đến vùng 123 thì chúng ta có thể mở mua tối đa khoảng tầm 50%, bởi vì là 1/3 của chúng ta đã về đến tài khoản rồi, thì chúng ta có thể mở mua tiếp để đủ 50% ở quanh những vùng giá này. Bởi vì khi chúng ta mở mua như vậy thì chúng ta rất là an toàn. Cổ phiếu Vinamilk nếu nó gặp những cái biến cố bất thường thì chúng ta sẽ bán đi 1/3 cổ phiếu đã nằm sẵn ở trong tài khoản của chúng ta, để chúng ta bảo vệ cái sự an toàn tài khoản, và khi 1/3 về còn lại thì như thế là cái phương pháp của chúng ta rất là an toàn. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy Vinamilk khả năng có sẽ hồi. Vinamilk sẽ hồi từ vùng giá 120 đến vùng giá 123, thì cổ phiếu Vinamilk cũng là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư ở trong cái nhịp này. Thì các anh chị lưu ý là trong quá trình Hùng phân tích, một số anh chị có nói là Hùng phân tích rất nhiều mã cổ phiếu, thì đúng là như vậy, nhưng mà có những mã cổ phiếu Hùng Lê nhấn mạnh là đáng để đầu tư hoặc là khuyến nghị mở mua, thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà thế mạnh một team, thì các anh chị lưu ý là như vậy. Còn những cái mã cổ phiếu nào Hùng chỉ lướt qua thì đấy là Hùng lướt để Hùng điểm lại toàn bộ thị trường, để cho chúng ta có được một cái góc nhìn nó là tổng quan nhất.
SAB thì trong phiên ngày thứ năm SAB đã có một nhịp đạp khá là mạnh. Tuy nhiên là cái nhịp đạp này thì nó cũng chưa đủ. Theo Hùng là chưa đủ. Khi mà SAB chạm về vùng 270 trong phiên ngày hôm nay thì chạm về vùng 270 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của SAB. Nhưng SAB cần đạp về sâu hơn, tức là phải về khoảng tầm vùng 260 ở đây. Theo quan điểm của Hùng Lê là như vậy, bởi vì khi về đến vùng này thì như thế thì nó mới đủ. Về đến vùng 260 và tích lũy lại ở đây và từ cái vùng này thì có một cái nhịp đánh lên nữa thì nó hợp lý hơn. Còn hiện tại thì Hùng vẫn đang nhìn thấy là đường MACD vẫn đang tiếp tục có những xu thế mà dự báo rằng cổ phiếu này có thể tiếp tục giảm giá. Đối với SAB thì nó cũng mang một cái tính chất giữ nhịp cho thị trường. Ok. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VTC. VTC là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị từ rất sớm, từ những cái vùng ở đây. Khi mà VTC đã có hoàn thành cái nền tích lũy của Hùng ở đây 115 đến nền giá 117, và khi đã có những phiên đẩy vượt thoát lên ở đây thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua ở trong cái nhịp này. Và khi đó sau đó thì VTC đã hồi về đến cái nền ở đây, đấy là nền giá 125, và VTC lại có một cái nhịp rũ tiếp ở đây về nền 120, tức là về một cái nền hỗ trợ thấp ở dưới này, và sau đó thì đã có những cái phiên đánh vượt thoát lên. Thì trong những cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến là VTC cần phải có thời gian để hấp thụ hết cái lượng hàng ở bên này. Các anh chị cứ xem lại những cái bản tin Hùng phân tích rất là kỹ và rất là chi tiết, cần thời gian để hấp thụ hết những cái lượng hàng bên này. Và mã cổ phiếu VTC thì Hùng đánh giá trong cái nhịp này là một cái mã cổ phiếu mạnh và đã khuyến nghị các anh chị đầu tư. Ở trong nhịp này thì Hùng vẫn đánh giá rằng VTC có thể hồi về vùng giá 135, đối với những cái điểm mua mới thì Hùng Lê không còn khuyến nghị, bởi vì là rõ ràng một điều là đã khuyến nghị rồi, chúng ta bị chậm T và bất lợi về giá. Thì rõ ràng là các anh chị càng mua sau thì chúng ta sẽ càng bị bất lợi. Và đối với VTC là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư, Hùng đã khuyến nghị các anh chị. BVH cũng là một mã cổ phiếu, cũng là một mã cổ phiếu trụ mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở khoảng vùng giá, khi BVH đã có những phiên test chỉnh lại ở vùng giá 76, đúng không ạ? 76. 76, 76 đến vùng giá 77 ở dưới này, và sau đó thì BVH đang có một cái quá trình đi lên. Một cái quá trình đi lên cũng khá là chậm, và trong những cái bản tin gần nhất thì Hùng có đề cập đến là BVH có thể test chỉnh về vùng 78.5. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, phiên này là BVH đã chỉnh về 78.5, trong tuần này BVH đã chỉnh về 78.5 và sau đó thì hút lên. Và ở nhịp này thì BVH Hùng vẫn đánh giá là một cái nhịp đi của BVH, thì cái vùng mà đích đến của BVH vẫn là vùng 85. Điểm mua thì Hùng không còn khuyến nghị nữa, chúng ta tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ chờ để chúng ta chốt ở những cái vùng cao hơn. MSN, Mansan thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng Mansan có thể hội tụ về vùng giá 80. Mansan có thể hội tụ về vùng giá 80 bởi vì hiện tại những cái lực đánh của Mansan cũng đang khá là chập chờn, khá là yếu, thì đối với Mansan thì Hùng không khuyến nghị. Chúng ta cùng đi qua mã cổ phiếu dầu khí GAT. Đối với GAT thì trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua thì GAT đã có những cái tạo lập khá là kinh khủng. Khi mà trong phiên thì GAT đã đẩy lên tăng rất là mạnh, và sau đó thì cuối phiên thì GAT lại bị đạp về vùng 97.5. Thì trong nếu những anh chị mà xem những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê có đánh giá rằng trong cái nhịp này GAT chỉ hồi về tối đa khoảng vùng giá 107, và trên thực tế thì GAT đã chỉ hồi về được đến khoảng vùng giá ở đây là khoảng vùng giá 106, và sau đó thì GAT đã có những cái nhịp đánh xuống, và quan điểm của Hùng là hiện tại thì GAT đang phải chỉnh và GAT cần phải chỉnh để hồi tụ về đâu đó khoảng tầm vùng giá 95, thậm chí là thấp hơn một tí là khoảng vùng giá 90. Đây là cái vùng hồi tụ của GAT để cổ phiếu này tích lũy lại và để cổ phiếu này có thời gian hấp thụ hết tất cả những cái lượng hàng trên này và hình thành một cái trend xu thế tăng giá mới. Ở trên góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng là GAT, xu thế chủ đạo của GAT vẫn là một xu thế giảm giá, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên.
Những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ gas thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta giảm bớt tỷ trọng hoặc là chúng ta ra hàng. Đối với mã PVD, ok, chúng ta xem mã PVD. PVD thì trong cái nhịp hồi này thì mình đánh giá rằng PVD tối đa hồi về được vùng 19.5. Tuy nhiên là PVD đã suýt chạm đến vùng trên vùng 19, chưa hồi được về vùng 19.5 thì hiện tại thì PVD đã có những phiên dội lại nền. Thì khi PVD có những phiên dội lại nền, tức là nền khoảng tầm nền từ 18 đến 18.5 thì khả năng lại có những cái phiên lình xình ở đây. Khả năng sẽ có những cái phiên lình xình ở đây thì với một cái trạng thái như thế này thì cùng đánh giá rằng là cái lực hồi của PVD hiện tại đã bị yếu đi và khả năng thì sang tuần tới PVD sẽ có một vài phiên lình xình ở quanh cái vùng này và sẽ có những cái phiên để giúp cho chúng ta xác lập được những cái xu thế, xác lập được những cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu. Đối với PVS thì trong nhịp phân tích của Hùng Lê từ vùng 25 và đánh giá là có thể PVS sẽ chạm về vùng 20.9 đến vùng 21.3, tích lũy trở lại và có một nhịp hồi, và nhịp hồi này thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là từ vùng giá 23.5. Khi có thể là nhịp hồi này sẽ chạm về 23.5 thì có thể PVS sẽ chỉnh, và hiện tại thì Hùng cũng đã thấy PVS đã có những nhịp chỉnh. Trong phiên ngày hôm nay thì PVS cũng đã có một cái nhịp rơi xuống và sau đó thì có những nhịp kéo kéo lên. Và xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy nhịp hồi của PVS khả năng đã kết thúc, và những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta ra hàng. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PLX. PLX là ngày hôm nay bị đạp trong phiên ATC. PLX bị đạp trong phiên ATC rất là mạnh, và rõ ràng một điều là trong phiên này PLX đã bị gãy vùng hỗ trợ ở đây. Các anh chị lưu ý giúp Hùng. Vùng hỗ trợ của cổ phiếu là 61.5 đã bị gãy bằng một cái phiên gãy rất là mạnh. Bằng một phiên gãy rất là mạnh khi mà dòng tiền tiếp tục cắm xuống. Các anh chị nhìn thấy cái dòng tiền của cổ phiếu tiếp tục cắm xuống. Dòng tiền tiếp tục cắm xuống và giá thì giảm rất là mạnh và bị một cái cây ATC. ATC cũng khá là kinh khủng. Trong phiên thì đã có những cái nhịp tăng và sau đó thì đã bị đạp gãy xuống nền 59.5. Thì khi bị đạp gãy như thế này thì Hùng đánh giá rằng có thể là cổ phiếu này sẽ hồi, có thể phiên thứ hai, bởi vì một cái phiên mà đánh gãy đạp như thế này thì có thể hồi, thì có thể là cổ phiếu này sẽ đạp về khoảng 58.5 ở cái vùng hỗ trợ đâu đây, ở vùng hỗ trợ dưới đây, và sau đó sẽ có những cái nhịp hồi tại đây. Thì đối với PLX tín hiệu hiện tại thì đã bị xấu đi rồi, và phiên này thì là phiên bị gãy kỹ thuật và chúng ta cần phải hạ thị trọng và chúng ta cần phải thoát cái lượng cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ đối với PLX. Vietcombank, mã cổ phiếu mà bạn có đề cập đến là Hùng phân tích sai. Thì ok, Vietcombank thì những cái tạo lập mà để kéo Vietcombank vượt đỉnh, tức là vượt vùng giá 70, và sau đó thì Hùng cũng đã có đề cập đến cái việc là Vietcombank của chúng ta đang có một cái nền ở đây. Các nếu như chúng ta view xa hơn một tí thì có một cái đỉnh gần ở đây, đấy là vùng 73 đến vùng 75. Vùng 73 đến vùng 75 đây là một cái vùng mà Hùng Lê cũng tiên lượng và Hùng Lê cũng có thể dám chắc rằng là sẽ rất nhiều những nhà đầu tư bỏ mạng tại đây. Phải cam đoan với các anh chị là như vậy, sẽ rất nhiều nhà đầu tư bỏ mạng tại đây. Và những cái phiên kéo xả lên như thế này, kéo lên như này để mục đích để có thể ra được hàng, và một phần là tạo lập thị trường và một phần là sẽ ra hàng. Và đối với Vietcombank thì ở những cái vùng giá, ở những cái nền cao như thế này thì chúng ta cũng không nên cố đấm ăn xôi, để mà chúng ta có rất nhiều những cơ hội khác nó tốt hơn. Tại sao chúng ta lại phải đi theo một cái mã cổ phiếu mà cái nhịp tăng nó đã tăng lên rất là mạnh rồi? Và rõ ràng một điều là trong cái nhịp ở trước này thì Hùng đã phân tích đến vùng giá 70, nhịp chỉnh lại thì Hùng đã tiếp tục phân tích là có thể hồi về vùng 70, và sau khi mà hai cái nhịp hồi thì Hùng đánh giá rằng là Vietcombank khả năng nó sẽ hết sóng. Ok, đối với Vietcombank thì hiện tại đang có những phiên lình xình quanh vùng giá 70, thì với quan điểm của ông Lê, anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta có cái nhịp hồi để chúng ta chốt lời. BID, một số các anh chị có hỏi Hùng là có đầu tư Bit không, thì quan điểm hiện tại của Hùng là không đầu tư Bit. Những nhịp hồi của Bit ở đây nó mang một cái tính chất là dập dìu theo cái nhịp hồi của thị trường.
Dòng tiền hiện tại đổ vào Bit đang khá là yếu, và quan điểm của Hùng thì Bit vẫn có một cái vùng hồi tụ ở đây. Đấy là đâu đó ở khoảng vùng giá 30, và khi ở cái vùng hồi tụ này thì chúng ta sẽ tính toán tiếp cái câu chuyện của Bit. Chúng ta cùng qua một số cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng tiếp theo, đấy là công thương. Thì CTG ngày hôm nay cũng đã bị đạp rất là mạnh ở trong phiên ATC. Gãy luôn cả nền, hỗ trợ ở đây là nền 20, thì như thế là một cái tín hiệu khá là xấu của cổ phiếu. Khi mà lượng hàng bị bán ra cũng khá là nhiều, và với tín hiệu hiện tại thì khả năng thì công thương lại 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 quay lại cái nền ở dưới này, tức là đâu đó nền khoảng tầm vùng 18 đến vùng 19 đối với công thương. MBB. Đối với MBB thì đây có một cái nền ở đây là nền 21 đến nền 21.5. Hiện tại khi khi đi vào vùng nền này thì MBB lại có nhịp giảm, ngày hôm nay thì có một cái phiên hồi. Tuy nhiên cái lực hồi này thì Hùng cũng đánh giá không thực sự là tích cực, và MBB thì cái xu thế hiện tại, cái xu thế chính của MBB thì Hùng vẫn đánh giá rằng là một cái xu thế giảm giá chứ không phải là một cái xu thế tăng giá hồi ở đây. Mọi người vẫn kỳ vọng vào cái việc bán vốn hoặc là một cái việc vào một những cái game của MBB, nhưng hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy những cái lực đỡ và những cái lực tốt của MBB. Chúng ta cùng qua một số mã cổ phiếu, sẽ xem mã cổ phiếu STB xem như nào. STB. STB thì vẫn xấu chưa từng được xấu, nền hỗ trợ 11 đến 11.2. Chúng ta cùng qua mã chứng khoán HCM. Thì đối với HCM thì anh chị xem những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng có thể đánh giá là cổ phiếu này khi chạm có những cái lực hồi và chạm về vùng ở đây đâu đó khoảng vùng 24.5, vùng 24.5 thì cổ phiếu có khả năng sẽ bị dội lại, và trong tuần thì chạm về đó thì HCM cũng đã dội lại về vùng nền. Và quan điểm của Hùng thì HCM vẫn đang trong một kênh xu thế giảm, và vùng hội tụ của HCM khoảng vùng giá 21. SSI thì chưa có gì đột biến xuất sắc, vẫn loanh quanh ở vùng hỗ trợ 24.5 với dòng tiền yếu. Hiện tại dòng tiền yếu, thậm chí dòng tiền đang đi ngang. Chưa có những cái yếu tố đột biến để giúp cho cổ phiếu này có hình thành một cái nền tăng giá. Tuy nhiên đối với SSI thì SSI lại trong một cái nhịp ngắn hạn thì đang tạo thành một cái nền đáy hỗ trợ tại đây. Tức là khoảng nền vùng giá ở đây khoảng 24.5 đến khoảng vùng 25. Và khả năng thì vẫn cứ lình xình đi ngang. Chưa nhìn thấy những động lực để giúp cổ phiếu này có thể tăng giá. SSI. Và Hòa Phát HPG. Trong phiên ngày hôm nay thì trong phiên ATC cũng có khá nhiều những cái bất ngờ. HPG. Trong khi Hòa Phát được kéo lên rất là mạnh, thì trong phiên kéo lên mạnh này thì Hòa Phát lại chạm về vùng kháng cự, cái vùng 23.5 đến vùng 24. Lại chạm về cái vùng này. Thì cổ phiếu sẽ cần phải có những cái động lực thực sự, còn một cái phiên kéo lên như thế này thì nó không nói lên được cái điều gì cả. Và nếu chạm về vùng này mà cổ phiếu không vượt thoát, không có những cái lực đánh thì cổ phiếu này nó lại dội lại, và như thế thì xu thế giảm giá của Hòa Phát lại tiếp tục được quay lại, bởi vì Hòa Phát đang đi theo một cái kênh xu thế giảm ở đây, nó cũng khá là rõ ràng đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu FPT. Một số các bạn có hỏi Hùng là FPT thì bây giờ có giảm tiếp không thì thực ra FPT ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng khá là khó để chúng ta có thể tiên lượng được. FPT sau một phiên đánh mạnh lên thì phiên ngày hôm nay thì dòng tiền vẫn hút vào cổ phiếu FPT, tức là FPT có một cái nền phân phối ở đây là nền 45 đến nền 46, và lên một cái nền cao hơn nữa là nền 48, thì cũng đánh giá rằng ở trong giai đoạn hiện tại đối với FPT hoặc như Vietcombank nó đã chạy khá là dài rồi, chúng ta cũng không nên đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Những anh chị nào mà đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt lời. Cổ phiếu G chưa có những cái xu thế đột biến, vẫn một trạng thái đi ngang. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Novaland. Novaland thanh khoản rất là thấp, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của cổ phiếu Novaland thì cũng khá là lớn. Novaland thì nó có một cái cách đánh nó cũng khá là buồn cười, tức là cứ chạm đến khoảng vùng 56 đến 57 thì nó lại hồi lên. Đó, nếu những anh chị nào mà
theo sát cổ phiếu này thì cứ đến vùng này thì ta thử mua 1/3 và sau đó thì lướt T cộng hàng về chúng ta bán. Đối với mã cổ phiếu Novaland thì như vậy. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VCG, Hùng sẽ phân tích sâu hơn mã cổ phiếu VCG. Thì đối với VCG trong phiên ngày hôm nay đã có lúc đạp về vùng 24 và sau đó thì hút lên vùng 26.3. Đối với sàn Hà Nội thì chúng ta cũng nên nhìn ở một cái cổ phiếu nến tuần thì nó sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn. Thì trong tuần vừa qua VCG đã sau khi lên và đã đạt lại về vùng nền, tức là cái vùng 26. Vùng 26 và trên biểu đồ nến tuần thì cũng đánh giá rằng cổ phiếu này vẫn đang còn những cái cơ hội khá là tích cực khi mà nền 26 không bị gãy. Nền 26 không bị gãy và khả năng thì sang tuần một số những cái yếu tố tạo lập sẽ tiếp tục đánh cổ phiếu này lình xình ở quanh vùng khoảng quanh vùng 26 theo Hùng tiên lượng như vậy, quanh vùng 26 và sau đó thì chúng ta cần chờ những phiên để cổ phiếu này đánh vượt đỉnh, tức là đánh vùng 29. Thì trong giai đoạn hiện tại Hùng Lê nhìn thấy là ngoài cái dòng cổ phiếu dòng dệt may và dòng thủy sản thì dòng xây dựng cũng sẽ là một cái dòng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Còn dòng ngân hàng với chứng khoán thì hiện tại thì Hùng đang bỏ qua và Hùng vẫn kỳ vọng rằng VCG sẽ có một nhịp đánh lên. Đích đến của VCG ở trong vùng này sẽ là vùng 20-35. Tuy nhiên chúng ta cần quan sát những cái động thái của VCG quanh vùng giá 26. Vùng giá 26 là điểm tỳ bật của mã cổ phiếu này. Bình minh thì giai đoạn hiện tại không có gì đột biến. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MWG. Đối với MWG thì đây là một mã cổ phiếu mà trong team đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì Hùng đánh giá rằng là hiện tại xu thế của MWG đang rất là ok. Cái đích đến gần nhất đấy là MWG cần phải vượt được cái mốc 95 ở đây. Vượt được mốc 95 xong thì khả năng sẽ có những cái phiên test lại quanh vùng 95 và sau đó thì sẽ có những phiên đẩy vượt thoát lên vùng giá 100. Ở trong cái kịch bản phân tích của Hùng Lê đánh giá rằng ở trong nhịp này MWG hoàn toàn có thể đi lên được vùng giá 100. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng là trong những cái bản tin trước đây thì Hùng cũng có đề cập đến cái vùng 91.5. 91.5 là cổ phiếu này cần sẽ có những cái phiên lình xình và cần phải đánh vượt thoát vùng 91.5 thì khi đó thì cái xu thế tăng giá tiếp theo của mã cổ phiếu MWG này sẽ được xác lập. Và ngược lại nếu như vùng giá 91.5 bị gãy và thậm chí là nó bị sâu hơn một tí ở đây là cái vùng rủi ro ở đây, các anh chị lưu ý giúp Hùng là nếu như cái vùng đây là khoảng vùng giá 90.5. Vùng 90.5 mà bị gãy thì như thế thì cái xu thế cổ phiếu nó sẽ bị xấu đi. Và trong cái quá trình chúng ta cầm nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta phải luôn luôn trong đầu chúng ta phải luôn luôn có được cái target của chúng ta và chúng ta cũng phải luôn luôn có được những cái ngưỡng hỗ trợ ở những cái ngưỡng rủi ro của chúng ta để chúng ta xử lý khi mà cổ phiếu gặp phải những vấn đề những cái tín hiệu bất thường xảy ra. VGC. Đối với VGC cũng là một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua những cái điểm mua từ rất sớm, đấy là quanh vùng giá 20 đến vùng giá 20.5. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đánh cũng khá là dị khi mà có những cái phiên lập là cứ lên rồi lên đến chạm được đến vùng 21 và sau đó lại bị gãy về vùng nền. Và cái vùng 21 này là cái vùng củ chuối khá là khó khi mà cổ phiếu này đã 3 lần vượt không thành công. Thì hiện tại là cổ phiếu này đang đóng cửa vùng giá 20.35 thì cũng là nằm ở trong cái vùng tích lũy. Thì đánh giá rằng là chưa có những cái biến động bất thường nào và cái vùng hỗ trợ sâu của cổ phiếu là vùng 19.5. Cổ phiếu VGC chúng ta tiếp tục nắm giữ. Cổ phiếu TV2, Hùng sẽ nói về TV2. TV2 cũng là một mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Những cái mã cổ phiếu mà trong team nắm giữ thì Hùng sẽ nói kỹ hơn một tí. Đối với TV2 thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là một cái xu thế đi của cổ phiếu này khá là tốt. Tuy nhiên TV2 có một cái đặc điểm là cái thanh khoản của TV2 nó khá là thấp. Và những cái điểm đi các anh chị có thể nhìn thấy khi TV2 trườn những cái điểm tích lũy rất là chậm, nhưng mà TV2 có những phiên đánh break và có những phiên đánh out lên rất là mạnh. Thì đối với TV2, Hùng đã có một cái bài phân tích của Hùng Lê ở trong trước đây là Hùng phân tích ở vùng giá 180.
tức là cái vùng giá trước chia, còn bây giờ TV2 đã chia cổ tức rồi, anh chị có thể lưu ý lại là chia cổ tức rồi, thì cái đích đến đầu tiên của TV2 ở trong cái nhịp này, Hùng đánh giá rằng khả năng là TV2 sẽ có những cái nhịp đánh tạo lập để đưa về vùng giá 150. Và những cái tín hiệu hiện tại của TV2 thì Hùng đang thấy khá là tốt khi mà sau chia cung cầu ở trong giai đoạn hiện tại rất là hẹp ở đây. Cung cầu rất là hẹp và dòng tiền thì đang có dấu hiệu chỉnh lại một tí, và tín hiệu tăng giá của cổ phiếu này đã được xác lập lại khi mà cổ phiếu này lấy lại vùng giá 130. Vùng giá 130 sẽ là vùng đệm của cổ phiếu, các anh chị lưu ý, vùng đệm của cổ phiếu, và từ vùng giá 130 này thì cổ phiếu sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho cổ phiếu đi lên hay là đi xuống, hay là có một cái tín hiệu kỹ thuật khác nhau. Thì trong cái điểm ngắn hạn trước mắt thì cổ phiếu này sẽ nằm lại ở đây, tức là sẽ có một cái điểm kháng cự nhẹ nhẹ ở đây. Một điểm kháng cự nhẹ nhẹ ở đây là đâu đó khoảng quanh vùng giá 137. Quanh vùng giá 137 nó sẽ lình trình lại ở đây một tí, và sau đó thì Hùng Lê tin rằng sẽ có những phiên đánh vượt đỉnh, bởi vì là khi quan sát cái dòng tiền hiện tại như thế này thì đang khá là tốt đối với mã cổ phiếu TV2. Chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Mã cổ phiếu PNG, một số các anh chị có hỏi là PNG thì sao? Thì đối với PNG thì Hùng đã đặt cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ, đây là vùng 72.5, và thậm chí là nó thấp hơn một tí, đấy là vùng giá 72. Thì cổ phiếu này mà chưa bị gãy nền 72 thì nó đang khá là tốt, khá là ok thôi. Còn vị thế mở mua mới thì Hùng không khuyến nghị mở mua mới, bởi vì là cái xu thế của PNG thì vẫn đang nó nằm trong một cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu này vẫn đang là một cái xu thế giảm giá. Chính vì vậy nên là Hùng không có khuyến nghị, bởi vì khi trong một cái kênh xu thế giảm giá thì chúng ta sẽ nên tránh cổ phiếu ra. Chúng ta tránh cổ phiếu ra để chúng ta tránh rủi ro cho chính bản thân chúng ta thôi. Ok, đối với PNG thì như vậy. Mã PPC, tí nữa thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu về điện, ba con A thì tí Hùng sẽ phân tích. FRT thì tí Hùng sẽ phân tích, bởi vì FRT cũng đã khuyến nghị mở mua trên Zoom. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu về đầu ngành, các cái mã cổ phiếu đầu ngành và một số nhóm ngành chính để giúp cho chúng ta hình dung ra được tổng quan cái thị trường chứng khoán của chúng ta ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thì rõ ràng một điều là trong giai đoạn hiện tại, những mã cổ phiếu lớn đang cần thời gian để điều chỉnh, đấy là SAB, đấy là Mansan, đấy là GAT, đó, đấy là GAT, và một số các mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng thì khả năng cao là sang tuần tới sẽ có những mức điều chỉnh. Nhưng song song ở bên đó thì chúng ta cũng có những cái mã cổ phiếu đang hỗ trợ rất là tốt cho chúng ta, ví dụ như là VDC, đúng không? Ví dụ như là Vinhome, hoặc là ví dụ như là BVH, thì khả năng sang tuần cũng sẽ có những cái nhịp đánh khá là tích cực về dòng tiền. Trên xu thế hiện tại của VN Index thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn VN Index của chúng ta. Hùng cũng có chat ở trên Zoom, đấy là VN Index của chúng ta đã 4 lần 1, 2, 3, 4, đúng rồi, 4 lần test về vùng 940, 4 lần về vùng 940 và không thủng ở vùng này. Cứ mỗi lần chạm về 940 thì lại có những cái dòng tiền hút lên để đưa VN Index của chúng ta ở một cái trạng thái lình trình tích lũy đi ngang. Thì cái kịch bản của VN Index hiện tại thì Hùng đang tiên lượng một cái kịch bản là khả năng thì chỉ số này sẽ tiếp tục đi ngang. Và sẽ đây cái hình vòng cung này, các anh chị có nhìn thấy không ạ? Cái hình vòng cung Hùng vẽ đây thì khả năng là VN Index sẽ lình trình và nó sẽ đi về hết đến đây để có những cái phiên tạo lập để có thể bứt phá ra khỏi kênh, hay là có những cái xu thế đi xuống, thì về cơ bản hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng dòng tiền đang duy trì ở một mức trung bình. Còn cái phiên ngày hôm nay là các anh chị lưu ý, ngày 26 tháng 6 này là phiên này là có 61 triệu MBB được giao dịch, 71 triệu. Xin lỗi cả nhà, 71 triệu MBB được thỏa thuận, nên là có một khối lượng đột biến, thì cái khối lượng này nó không
không nói không 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 mang một cái hàm ý chung, và nó chỉ mang một cái tính chất cục bộ thôi. Đó, thì đối với kịch bản của VN Index của chúng ta thì sang tuần thì Hùng, cái động lực mà để tăng mạnh thì Hùng chưa nhìn thấy, nhưng khả năng là thị trường của chúng ta sẽ kiểm tra lại cái mốc 940 này và sẽ lình trình ở quanh đây, và sẽ có những cái yếu tố tạo lập tiếp theo. Thì khi mà thị trường có những yếu tố tạo lập thì Hùng sẽ phân tích và sẽ chat cho các anh chị ở trên Zoom để hỗ trợ ở trên Zoom. Đó, về VN Index thì như vậy. Còn chúng ta cùng xem về chỉ số HDX Index, thì HDX Index lẽ ra là HDX Index trong tuần này đã có những phiên break và sẽ có những phiên tăng. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì các anh chị có thể thấy rằng là HDX Index đã gần như là xóa tan những cái thành quả của tuần trước đó. Và cây nến cuối tuần thì cũng có một cây nến hồi với một cái lực cầu cũng tương đối là tốt. Với lực cầu tương đối là tốt như thế này, cùng với việc là HDX Index cũng chạm về cái nền hỗ trợ ngắn ở đây là khoảng tầm vùng 103. Tầm vùng 103 ở đây, thì cùng với VN Index thì khả năng sang tuần thì cả hai chỉ số này sẽ tích lũy ở trên cái nền này, tức là HDX sẽ tích lũy ở trên nền 103. Còn VN Index thì khả năng vẫn ở trong cái nền 940 đến 955. 940 đến 955, và có những yếu tố đột biến về VN Index thì cũng sẽ tiếp tục phân tích. Và cái nền 940 này, các anh chị lưu ý là cái nền 940 này nếu càng đi về sau thì nó cũng là một cái nền hỗ trợ trong một kênh xu thế dài hạn VN Index. Chúng ta cùng xem ở trên biểu đồ nến tháng. Trên biểu đồ nến tháng thì đây thì cũng là một cái kênh hỗ trợ khá là dài của VN Index. Và ngược lại, chúng ta cũng phải lưu ý giúp Hùng Lê là nếu vùng 940 và vùng 920 là hai cái vùng đệm cuối cùng của VN Index, nếu như hai vùng đệm cuối cùng này bị phá vỡ thì thị trường của chúng ta sẽ đi về nơi rất là xa. Và hiện tại Hùng nghĩ rằng là cái yếu tố tạo lập của thị trường sẽ không để cho thị trường bị mất hai cái mốc hỗ trợ quan trọng này, bởi vì là thị trường của chúng ta 6 tháng đầu năm thì đã rất là khó khăn, thì có thể là những yếu tố tạo lập sẽ giúp cho thị trường có được một cái quý 3 tốt hơn. Và lúc đầu cái bản tin này thì Hùng cũng đã view lại cái quý 3 của các năm trước để chúng ta cùng nhìn về lịch sử, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là trong quý 3 của chúng ta sẽ có những cái tốt đẹp hơn đối với thị trường chứng khoán cơ sở. Ok, phần thứ 3 thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích lại tất cả những cái mã cổ phiếu ở trên Zoom và những cái mã cổ phiếu ở trên team. Thì trong tuần vừa rồi thì đã có thêm những cái mã cổ phiếu được khuyến nghị mở mua mới, đấy là mã cổ phiếu SKG, đấy là mã cổ phiếu HDG, mã cổ phiếu thủy sản ANV và MPC xác nhận tín hiệu tăng giá, ba con AMVKG, VGC, đấy một số mã cổ phiếu C32, rồi một số FRT, xem thêm một mã cổ phiếu FRT nữa. FRT đã khuyến nghị ngày 22 tháng 6 ngày 22 tháng 6 là khuyến nghị cho tuần mới, đúng không? Và trong cái bản tin trong cái FRT thì trong cái bản tin tuần mới thì tuần cũ cũng đã có phân tích mã cổ phiếu này. NLG 55. Đối với Nam Long thì trong cái bản tin phân tích gần đây thì một đánh giá rằng Nam Long có thể hồi được về tối đa đâu đó khoảng vùng 30.5, cùng lắm thì hồi được về đỉnh cũ. Nhưng mà trong tuần thì khi hồi được về đến đâu ở đâu ạ, gần về được 30.5 đúng không ạ, thì đã có những phiên đạp xuống, và khi chạm về vùng hỗ trợ ở đây tức là khoảng vùng 28.4 thì Nam Long lại đang có những phiên hút lại. Thì đây chỉ là những cái nhịp sóng hồi, và chúng ta lưu ý rằng những cái nhịp sóng hồi này thì đã bắt đáy là phải bắt dứt khoát, và có khi cổ phiếu về đến tài khoản có lãi chúng ta phải ngay lập tức chúng ta thoát hàng. VGC thì cũng đã phân tích rồi,
VCG phân tích rồi, chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu TDH. TDH thì vừa mới chia cổ tức xong, TDH vừa mới chia cổ tức xong. Và trong phiên ngày hôm nay thì TDH hơi xấu đấy là không đóng đóng cửa vùng 9.8 thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà lẽ ra là đóng cửa trên vùng 9.8 thì sẽ ok hơn. Còn đối với TDH thì ở trong nhịp đánh này thì Hùng đánh giá rằng TDH vẫn đang có một cái sóng lên, một kênh xu thế lên cũng khá là ok, khá là tốt. Thì kịch bản đối với mã cổ phiếu này thì TDH có thể test chỉnh về vùng 9.5, có thể test chỉnh về vùng 9.5 tại đây, và sau đó thì tích lũy lại ở vùng 9.5 và sẽ có những cái nhịp vừa thoát đi lên. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu TDH thì cũng lưu ý giúp Hùng Lê cái kịch bản này để có thể về 9.5. Nếu chúng ta lình trình và chúng ta phát hiện thấy có những cái phiên mà đảo tín hiệu ở đây thì chúng ta có thể mua gia tăng thị trọng đối với mã cổ phiếu TDH. Đất xanh, chúng ta cùng xem mã cổ phiếu đất xanh DXG. Thì đối với DXG thì Hùng đã phân tích ở trong những bản tin trước, và khi đó thì Hùng đã có nhìn thấy một cái nền tích lũy ở đây, và có khuyến nghị các anh chị là chúng ta cứ bình tĩnh ở vùng 18.5, đấy là vùng mà cổ phiếu này có khả năng sẽ test và tích lũy lại và chờ những cái phiên hút cầu. Thì khả năng thì trong nhịp đánh này thì đất xanh lại đánh tiếp cận về vùng 21 đến vùng 22 ở vùng 18.5. HDG và C32 thì trong tuần đã khuyến nghị các anh chị mở mua mã cổ phiếu C32. Đối với C32 thì cũng có đánh giá một cái lực nền ở đây là vùng 27 đến vùng 27.5. Bởi vì cái mã cổ phiếu C32 này thì thanh khoản nó cũng khá là thấp thôi. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì đúng cũng có những cái yếu tố tạo lập, tức là những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này khá là tốt. Các anh chị lưu ý là cái cách mà cách đội nhóm đội lái làm đấy là đi phân tích cái tâm lý đầu tư của những cái nhà đầu tư của chúng ta. Bản thân các anh chị có thể nhìn thấy là tại đây tại sao cổ phiếu lại lình trình như này, tức là đội lái đội nhóm những cái mã cổ phiếu này, đằng sau những cái mã cổ phiếu luôn có một cái bàn tay vô hình nào đó. Hùng không muốn nói rõ, luôn có một bàn tay vô hình nào đó, và mỗi một cái bàn tay vô hình đó thì nó gắn với một cái mã cổ phiếu. Và tại sao chúng ta lại phân tích ở cái nền 27 đến 27.5? Bởi vì là các cái nhà tạo lập cũng biết ở về đây ông Hùng ông sẽ phân tích là ở chỗ này là hỗ trợ đây, cho nên là chúng ta cần phải có những cái phiên lình trình như này để bắt đầu hút dần nhà đầu tư đó. Thì để mà phân tích sâu cái tâm lý hành vi của đội nhóm đội lái thì chắc là phải nói cả ngày. Bởi vì bản thân là khi Hùng Lê làm ở công ty chứng khoán Tân Việt thì Hùng Lê cũng biết được là Hùng cũng đã gặp được những anh chị là nằm trong những cái đội nhóm đội lái với một cái số vốn người ta rất là lớn, số vốn người ta 50 đến 100 tỷ, và sau đó thì rất nhiều người cùng hợp lại với nhau, và những cái người đó họ lại có liên hệ với những hội đồng quản trị và tổng giám đốc của công ty đấy để tạo lập cổ phiếu, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là với cái dòng tiền của chúng ta mà chúng ta có thể đưa được cổ phiếu lên những cái nấc như thế này. Không có đấy, những cái nấc lên như thế này đấy là những cái nấc lên của những cái nhà tạo lập để đưa cổ phiếu chúng ta đi lên. Đó thì đối với C3 hiện tại thì cũng đang nhìn thấy ở cái nền giá 27 đến 27.5 cũng khá là ok, và chúng ta cũng có thể mở mua 1/3 số định mua đối với C32. C32 đang có hai phiên rũ, ba phiên rũ rất là tốt, và hai phiên cuối tuần cực tốt luôn, khi mà lực cung và cầu nó không còn nữa. Thì đây là những cái dấu hiệu mà tắt dần của giao dịch, thì đấy là khá là tốt đối với cổ phiếu C32. Đã khuyến nghị cho các anh chị. HDG, cổ phiếu Hà Đô, HDG thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua ở vùng giá 32. Trong ngày bao nhiêu đó, trong ngày bao nhiêu ở trên Zoom thì Hùng cũng không 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 có để ý. Bởi vì khi đó thì Hùng có nhìn thấy rằng là HDG đang HDG là mở mua ở ngày 26 à? 26. Ngày 26 là ngày thứ tư. Ngày 26 đây. Tức là ngày 26 thì Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ mở mua HDG khoảng vùng quanh vùng giá 32, bởi vì khi đó Hùng nhìn thấy các cái yếu tố
Các yếu tố tạo lập của cổ phiếu này cũng đang khá là tốt và khá là ok, đặc biệt là cổ phiếu này lại thuộc về nhóm ngành xây dựng. Và trong phiên cuối tuần thì HDG đã có một phiên đánh khá là mạnh và đánh mạnh lên đến vùng giá, chạm vùng giá 33.5. Tuy nhiên sau một phiên đánh mạnh như thế này thì khả năng cổ phiếu này sẽ có những cái phiên test chỉnh lại, và các anh chị nào mà chúng ta yêu thích cổ phiếu này, các anh chị canh giúp Hùng ở vùng giá 32.5, có thể cổ phiếu này sẽ test test chỉnh lại ở vùng giá 32.5. Tức là bây giờ chúng ta sẽ không không mua được ở vùng giá 32 nữa, mà khả năng là chúng ta sẽ canh ở vùng giá 32.5 để chúng ta có thể tham gia mã cổ phiếu này. HDG thì cái đích đến đầu tiên là chúng ta sẽ cần cổ phiếu đánh đánh chạm về vùng 36. Và khi chạm về vùng 36 rồi thì khả năng là trong cái đích này thì Hùng đang tiên lượng đến khoảng vùng giá 40. Vùng giá 40 ở đây. Khoảng vùng giá 40 đối với mã cổ phiếu đấy là các cái target mà Hùng đã đưa ra để chúng ta theo dõi trong cái quá trình phân tích đầu tư. SSI đã phân tích rồi, GAT phân tích rồi, PLX, PVD. Trong này chỉ còn mỗi PVI và Đạm Phú Mỹ thì chúng ta chưa phân tích. Đối với PVI, PVI hiện tại Hùng đang nhìn thấy khá là ổn, khá là tốt. Khả năng là trong cái dòng dầu khí thì bây giờ PVI lại là cổ phiếu vua. Bởi vì hiện tại thì đối với PVI, những anh chị nào theo dõi thì đã biết được cái cách Hùng phân tích ở đây, ở quanh nền giá 35-36. Sẽ mở mua ở trong vùng này, và hiện tại thì PV đã có một phiên đánh break lên, và những yếu tố lình xình ở đây thì Hùng đang nghĩ đang tiên lượng là khả năng sang tuần sẽ có những cây nến ngồi kiểu như này, cây nến ngồi kiểu như này để đánh cổ phiếu này lên. Thì với những anh chị trong team của Hùng Lê cũng đang có những anh chị nắm giữ cổ phiếu PV, chúng ta tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ chờ ở những cái điểm đánh tiếp theo. Hùng đang kỳ vọng ở trong nhịp này PV có thể đánh chạm vùng 40. Đang chạm vùng 40 thì đấy là kịch bản của PV. Còn nếu như PV bị gãy nền, cứ gãy nền 35 thì như thế là hỏng rồi, bắt buộc chúng ta phải bán ra. Đạm Phú Mỹ thì không hiểu tại sao mà trong giai đoạn này Đạm Phú Mỹ bị bán rất là mạnh, bị bán rất là mạnh. Nhưng mà đối với Đạm Phú Mỹ thì Hùng vẫn đang nhìn ở một cái góc độ khác, tức là Đạm Phú Mỹ có những phiên lao rất mạnh và sau đó thì đây. Cái cách mà hình thành của cái sóng của cái cách hình thành của Đạm Phú Mỹ luôn là hình chữ V, và chữ V rất là ác luôn. Thì bây giờ đã kịch bản là gì? Kịch bản là đã đánh về đến vùng 15 rồi. Đánh về vùng 15 rồi, và 15 là cái ngưỡng, cũng là cái ngưỡng hỗ trợ dài hạn rồi. Các anh chị có thể nhìn thấy cái ngưỡng hỗ trợ dài hạn, và từ vùng 15 này thì cái cơ hội bắt đáy của chúng ta có hay không? Có hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm 1 đến 2 phiên nữa, khả năng phiên thứ hai và phiên thứ ba. Khi chúng ta nhìn thấy có được những cái lực hồi thì khả năng là chúng ta sẽ có thể tham gia bắt đáy mã cổ phiếu này ở quanh vùng giá 15, và đánh một cái nhịp hồi ở đâu đó, ở một cái nhịp hồi đâu đó của mã cổ phiếu này. Hiện tại thì xung lực dòng tiền cũng đang có những cái dấu hiệu chớm chạm về những cái vùng hỗ trợ, và đường mát thì chưa có tín hiệu hồi, nên là Đạm Phú Mỹ thì chúng ta cần quan sát thêm phiên thứ hai và phiên thứ ba. Ngành hàng không thì đối với VDC thì là một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đáng để đầu tư trong thời gian vừa rồi. HVN thì cũng đã phân tích ở một cái nền ở dưới này rất là dài rồi. Và HVN thì có một cái nền hỗ trợ đến vùng 41.5 ở trên biểu đồ nến tuần. Và hiện tại đóng cửa thì ok, tức là bị không kết tuần thì không bị mất cái mốc 41.5. Tuy nhiên cái xu thế hiện tại của HVN thì nó lại đang hơi xấu, khi mà cái xung lực để đẩy cổ phiếu này đi tiếp là hiện tại nó đang bị chững lại, và khả năng thì cái vùng 41.5 này thì khả năng sang tuần tới nó sẽ lình trình ở quanh đây, và hồi lên thì nó lại chạm được đến, nếu mà có lực đánh hồi lên thì sẽ chạm đến cái vùng đỉnh ở đây, đấy là vùng 44 thì khả năng lại có những phiên dội lại. Tức là cái động lực mà để cổ phiếu này tăng mạnh quay trở lại hiện tại Hùng chưa nhìn thấy. Với những anh chị mà đang nắm giữ HVN thì hai kịch bản, một là lên đến vùng 44, nếu như không vượt được vùng 44 mà lại có những phiên chỉnh lại thì chúng ta có thể bán ở đây. Còn nếu lên đến vùng 44 mà có những cái tín hiệu break qua, hoặc là có những cái tín hiệu về dòng tiền đẩy qua, thì như thế thì cổ phiếu sẽ về đến cái vùng target cao hơn, đấy là vùng khoảng 48 đến 50. Thì trong tuần hoặc là có những cái phiên mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng sẽ phân tích cho cả nhà. ACV là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã đề cập cho các anh chị trong những bản tin trước, khi mà Hùng thấy dòng tiền đối với mã cổ phiếu này đang rất là tốt, và
Nếu những anh chị nào mà xem những bài phân tích của Hùng thì Hùng đã có đề cập đến vùng 84.5. Có thể là sau những cái phiên tăng như thế này thì Hùng đang đề cập đến vùng 84.5 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có thể test chỉnh về quanh vùng 84.5. Và trong phiên ngày hôm nay thì chỉnh một phát và sau đó thì hình như là đóng trần về 97, thì đây là một cái cây nến mà một cây nến giống như một cái cột chống trời luôn. Giống như một cái cột chống trời, và một số anh chị bảo là tiếc quá chốt sớm quá, thì thực ra là một cái cây nến lên như thế này thì nó cũng rất là khó, bởi vì thường ra thực thường 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 khi mà chúng ta chạm về đến cái ngưỡng này 90 là chúng ta đã chốt rồi, bởi vì rõ ràng trong một cái sóng ngắn là chúng ta nhìn thấy là ACV thì thường thường đánh ngắn, nhưng mà trong cái giai đoạn này thì Hùng thấy dòng tiền đang rất là tốt. Và bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập nghi ngờ đến những cái vấn đề khả năng là cổ phiếu ACV này sẽ có một nhịp chạy dài, sẽ có một nhịp chạy dài. Tuy nhiên là sau một phiên tăng mạnh như thế này thì khả năng cổ phiếu này sẽ test chỉnh lại, và test chỉnh lại để lấy lực và để đi ở một cách bền vững hơn đối với cổ phiếu ACV. Thép Hòa Phát thì đã phân tích rồi, ông sẽ phân tích cổ phiếu nhựa Ba Na. Đối với Ba Na thì xuyên suốt tất cả rất nhiều những bản tin thường có đề cập đến mã cổ phiếu này, bởi vì Ba Na là một mã cổ phiếu mà trong nhóm Mùng Lêm các anh chị cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Thì đối với Ba Na ngày hôm nay khi Ba Na có một cái nền ở đây là cái nền 18, rất là đẹp ở nền 18, thì trong khả năng là trong cái nhịp này những yếu tố tạo lập sẽ đánh cổ phiếu Ba Na này để không bị gãy nền 18, sẽ không bị gãy nền 18, và như thế thì cái đích đến của Ba Na trong cái target chúng ta phân tích thì mới thành công, và sang tuần thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng Ba Na sẽ có những cái mức phục hồi. Và một cái điểm nóng ở đây đấy là vùng giá 19.3 đến vùng 19.5, thì hiện tại là Ba Na vẫn chưa đánh vượt thoát được. Đấy là một cái điểm rất là nóng để cổ phiếu này có thể đi xa hơn, đi dài hơn, thì cái vùng 19.5 này cần phải vượt qua, thậm chí là đến tận chạm đến vùng 20. Trên góc độ phân tích hiện tại thì đang thấy rằng là dòng tiền đang có những cái dấu hiệu hồi. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang khá là ok, ủng hộ cho xu thế cổ phiếu này hồi tăng giá. Ba Na chúng ta tiếp tục nắm giữ. Quan điểm về Ba Na chúng ta tiếp tục nắm giữ. Dệt may thì có TNG. TNG thì một số các nhà đầu tư cũng đã có chat và hỏi Hùng là TNG thì sẽ có tham gia không, thì cũng khá là tiếc, bởi vì TNG thì Hùng đã đề cập đến sau khi mà có những cái phiên đánh vượt cái vùng 20 ở đây thì Hùng đã đề cập đến lại là TNG có thể chỉnh về lại vùng 20 và vùng 19.5, và Hùng khuyến nghị là mở mua ở chờ để mua ở trong cái vùng này, nhưng mà rõ ràng là cổ phiếu này chỉ test chạm về vùng 20, về vùng dưới vùng 20 một tí thì đã không mua được TNG, thì đây là một điều hơi là tiếc, bởi vì là hiện tại thì cái xu thế tăng giá của TNG đang khá là tốt, bởi vì là dòng tiền hiện tại đánh vào cổ phiếu này rất là mạnh và gần như là đã đánh thủng những cái đỉnh ở trước này, thì xu thế hiện tại của TNG đang tăng khá là mạnh. Tuy nhiên là khả năng thì sau cái phiên tăng như thế này thì vùng 20 không mua được, nhưng mà chúng ta cùng kỳ vọng là nếu mà những anh chị nào mà vẫn yêu thích mã cổ phiếu này thì có thể canh ở vùng 20.5 đến vùng 20.6. Kỳ vọng sẽ có những nhịp test lại đây, những nhịp test lại đây thì vẫn còn cơ hội để chúng ta tham gia mã cổ phiếu này. Thì đối với ngành dệt may thì chúng đang thấy cổ phiếu TNG đang khá là tốt. Họ nhà Viettel, VTP, Viettel Post thì chắc không có gì đáng nói. Viettel Post là chạm về đây, chạm về vùng 140, lại là về vùng 100 hỗ trợ, vùng hỗ trợ rồi. Những anh chị nào mà yêu thích thì có là thể làm một tí, một vài trăm cổ phiếu này. Hùng đánh giá rằng từ vùng 140 này khả năng sẽ có lực hồi từ đây, sẽ có lực hồi từ vùng 140. Viettel Post, VGI. Đối với VGI đây là một mã cổ phiếu Hùng đánh giá rằng VGI đang chạy những sóng dài. Đang chạy những cái sóng dài, và trong cái nhịp này thì khả năng VGI sẽ test chỉnh và sẽ chạm
vùng 26.5. Trong phiên ngày hôm nay thì đã chạm đến vùng 26.5 và sau đó thì hút lên vùng 27.2. Hút lên vùng 27.2, nhưng thực sự là cái phiên hút này thì có thực sự là tích cực hay không thì chúng ta cần phải chờ thêm. Chúng ta cần phải chờ tín hiệu thêm 1 đến 2 phiên nữa, khả năng thì VGI sẽ chưa chạy được và VGI sẽ cần 1 đến 2 phiên ở đây, 1 2 phiên tạo lập tình trình ở đây để test lại cái ngưỡng là 26.2 26.5. Thậm chí có thể sâu hơn sẽ là vùng 26. 25.5 xin lỗi cả nhà. Sâu hơn có thể là vùng 25.5 đến vùng 26. Đấy thì đây là những cái vùng mà cổ phiếu này sẽ test chỉnh lại và tích lũy lại từ cái vùng nền này thì có thể sẽ đánh vượt thoát đi lên. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích. Chúng ta phân tích ba cổ phiếu về ngành điện NT2. NT2 thì hiện tại lại lình xình, lại đi về vùng nền ở đây là nền hỗ trợ 26.5 đến nền 27, chưa có những yếu tố đột biến đối với NT2. PPC thì nếu những anh chị nào xem những bản tin phân tích của Hùng thì Hùng có đề cập đến việc là PPC sau nhịp tăng nhanh có thể chỉnh về vùng 28.5, thì hôm nay đã chạm về vùng 28.5. Khi chạm về vùng 28.5 xong rồi thì cổ phiếu này có thể sẽ đánh một cái nhịp sóng cuối cùng. Nhịp sóng cuối cùng đấy là chạm về vùng 32, khả năng là sẽ chạm về vùng 32 ở trong cái nhịp sóng cuối cùng của PPC. Và về đến vùng 32 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, mà nếu mà cổ phiếu này đánh về vùng đến vùng 40 thì thực sự đấy là một cơn sóng thần, một cơn sóng thần của cổ phiếu ngành điện. GEG, đối với GEG thì Hùng đã cũng khuyến nghị các anh chị là khi mà GEG đã có những cái phiên tạo lập để đánh vượt thoát lên, thì GEG Hùng cũng đã có đề cập đến khả năng sẽ test chỉnh lại quanh vùng 22.4, thì hiện tại thì đang test chỉnh lại vùng 22.4 và cổ phiếu này xu thế hiện tại thì đang là một xu thế tăng giá, và cái việc là cổ phiếu này cần phải kiểm tra cái nhịp cuối tại vùng 24, và tại vùng 24 này thì khả năng là lấy đà ở đây và sau đó sẽ tiếp tục đánh lên, bởi vì ngành điện thì Hùng đang đánh giá cũng khá là ok đối với ngành điện. Và khi cổ phiếu GEG vượt đỉnh 24 thì khi đó chúng ta sẽ phân tích những cái target tiếp theo của mã cổ phiếu này. Đây là một mã cổ phiếu cũng khá là hay, các anh chị nào yêu thích thì chúng ta cũng có thể tham gia mã cổ phiếu này. Ngành thủy sản thì chúng ta sẽ phân tích ba cái mã cổ phiếu, đấy là VHC. VHC thì cũng có đề cập đến là cái nhịp hồi khả năng sẽ chạm vùng 89 và sau đó sẽ tiếp tục rũ, thì bây giờ đã đến chạm vùng 89 rồi, đang có những phiên lình xình thì cũng đang đánh giá là khả năng là cổ phiếu này lại khi chạm về cái vùng này thì những yếu tố tạo lập, một là sẽ đánh vượt qua, nhưng mà bây giờ đánh vượt qua thì cũng chưa nhìn thấy, mà nghĩ là nó sẽ quay cái xu thế phân tích của Hùng Lê, đấy là khi chạm về vùng 89 và cổ phiếu này sẽ dội lại và cổ phiếu này sẽ giảm giá. Cổ phiếu ANV, đối với ANV thì các anh chị cũng xem rồi đúng không ạ? ANV thì Hùng đã có khuyến nghị với các anh chị là ở trong cái vùng này, tức là khả năng sẽ chạm kênh ở đây là khoảng vùng nền giá 26 thì sẽ có những cái lực hồi đánh lên. Thì hiện tại là ANV đã có một phiên đánh lên ở đây và hai phiên test tích lũy lại ở cái vùng ở trên này cũng khá là đẹp, 27.5. Thì đối với ANV thì trong cái nhịp này thì Hùng đánh giá rằng có thể hồi về đến vùng giá 30, tức là tối đa sẽ về vùng giá 30. Những cái điểm mở mua thì bây giờ mà mở mua thì nó cũng hơi muộn, nhưng mà vẫn còn cơ hội, đấy là chúng ta có thể quanh vùng 27. Cái vùng 27 có khả năng được, 27 có khả năng được. Và cái vùng nền ở dưới đáy này tích lũy được càng lâu thì cái lực hồi này càng lớn. Tức là cổ phiếu này cần phải đi quanh sideways quanh nền 27 nữa. Thì như thế cái lực hồi lớn, và lực hồi lớn thì có thể đánh bật qua vùng giá 32. Quanh vùng giá 32. Tuy nhiên là cần thời gian để tích lũy. MPC cũng đã có tín hiệu. Đối với MPC thì ở đây chúng ta có một cái nền, ở đây là nền 31.5 đến nền 33, và MPC thì sau một cái đợi tăng mạnh lên thì đang test lại cái nền 33.5.
nền test lại nền 33 thì khả năng là cổ phiếu này thì cái lực hồi thì cũng đã thấy rồi, và hồi lên đến đâu thì khả năng là sẽ hồi lại được đến từ vùng này sẽ hồi được lại vùng 40. Điểm khuyến nghị mua thì ở vùng 32.5 thì cũng đã khuyến nghị các anh chị rồi, khả năng chúng ta sẽ hồi được về đến vùng nền 40. D2D và NTC đây là hai cái cổ phiếu về ngành công nghiệp, và đánh giá rằng đây sẽ là những cái sóng cuối, đây sẽ là những cái sóng cuối của cổ phiếu này. Thì hiện tại là Hùng đã phân tích cho các anh chị đấy là nền 130 là cái nền mà cổ phiếu này sẽ có sự phân kỳ. Thì hiện tại là cổ phiếu này đã không bị gãy nền 30, những cái yếu tố hiện tại thì đang khá là tích cực. Các anh chị có hỏi Hùng là có mua không thì Hùng bảo là bây giờ chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi, không nên gia tăng tỷ trọng. Và cái nhịp này nếu như sang tuần mà cổ phiếu này có những phiên đánh vượt thoát vùng giá 140, đánh vượt thoát 140 thì rất có thể là trong cái nhịp này target vẫn là vùng 160 của mã cổ phiếu D2D, vẫn là một vùng 160. Còn ngược lại mà khi chạm về đến vùng 140 cổ phiếu này bị dội lại và bị gãy nền 130 thì đấy là một tín hiệu xấu đối với mã cổ phiếu. Thì phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ xem những cái yếu tố để chúng ta có thể tiên lượng được cổ phiếu. NTC thì hôm nay khu công nghiệp Nam Tân Yên hôm qua đã có một phiên đẩy khá là mạnh, một phiên tăng thần tốc, vượt thoát cái vùng ở đây đấy là vùng giá 143, và hiện tại đang đóng giữ ở vùng 145, đang khá là tốt. Và trong nhịp đánh này dòng tiền được kích hoạt trở lại thì những cái lực hồi thì đang Hùng đang nhìn thấy những cái lực hồi khá là tốt của mã cổ phiếu này, thì khả năng là chúng ta sẽ xem ở cái nền giá 150 có đánh vượt thoát lại được về vùng 150 không. Về thoát được vùng 150 không thì hiện tại thì những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng thì cũng đang nhìn thấy là khả năng là tạo lập sẽ đánh về vùng 150, đánh về vùng đỉnh cũ. Đánh về vùng đỉnh cũ, và hai phiên của NTC giảm rất mạnh ở đây đã có một cái lực bắt nào ở đây. Cái lực bắt ở đây là một cái dấu chấm hỏi khá là lớn để chúng ta có thể đánh giá được những cái lực đi tiếp theo của mã cổ phiếu. Chắc chắn rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng 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 không thể mà dám bắt ở những cái lực bắt như này, và đã có một đội nhóm nào đó đã bắt lại cổ phiếu này, và sau khi bắt lại thì chắc chắn là họ sẽ đánh, và họ sẽ đánh vượt cái vùng giá họ mua, họ sẽ đánh vượt cái vùng giá họ mua thì khả năng là sẽ đánh vượt vùng 150 ở trong tuần tới để hút lại dòng tiền, để hút lại dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân, và sau đó họ sẽ phân phối hàng. Các cái trụ và blue chip có BVH, Vinhome, Vinamilk đã phân tích rồi, MWG, FPT phân tích rồi, còn một cổ phiếu FRT. FRT là một mã cổ phiếu mà cùng họ với ông FPT. Thì khi mà Hùng đã có phân tích thì Hùng đã có chat ở trên Zoom là cái vùng giá tốt nhất để mua là vùng giá 53 đến vùng giá 55 thì đã bị qua đi. Tuy nhiên Hùng thấy rằng với một cái cách đi của mã cổ phiếu này thì Hùng đang đánh giá rằng cơ hội nó vẫn còn. Thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể mở mua, đúng không ạ? Có thể mở mua FRT ở quanh vùng giá 58 để lấy vị thế. Và hiện tại thì cổ phiếu này là đánh lên vùng giá 64. 64 thì bây giờ thì không còn điểm mua nữa rồi, khả năng là sẽ hồi về đâu đó tạo lập như thế này sẽ đánh về vùng giá 70. Tức là cái nhịp phân tích của mình đây là quanh vùng giá 58 về đến vùng giá 70, tức là nó chạy được đâu đó khoảng tầm 10 12.000. Ok, đối với cổ phiếu FLT. Hai cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh đấy là STK và TDM. Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu STK trước. Mã cổ phiếu sợi thế kỷ là một cái mã cổ phiếu mà cơ bản tốt. Và hiện tại thì cái vùng 24 đây là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu, và cổ phiếu này cần phải vượt qua. Trên góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy cổ phiếu này vận động đang khá là tốt, khi mà sau một phiên giảm mạnh hôm qua thì đã có một phiên hút lại dòng tiền. Và cái đích 24, cái 24 và thậm chí là cao hơn một tí đấy là vùng 24.5 à, 24.5. 24.5 là một cái vùng vùng kháng cự để cổ phiếu này có phải cần phải đánh qua, và
Và khi cổ phiếu này đánh qua ở vùng này thì coi như cổ phiếu này cũng sẽ là một cái mẫu hình mã cổ phiếu vượt đỉnh rất là thành công, rất là thành công giống như mã cổ phiếu PBC hoặc là một số các cái mã cổ phiếu mà phân tích ở trong cái thời gian vừa qua. Thì đối với mã cổ phiếu STK thì trong team của Hùng Lê cũng đã mở mua và Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này STK rất là đẹp. TDM thì cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh cũng khá là đẹp, khá là đẹp. TDM hình như là ở trên trên Zoom, ở trên Zoom không biết là TDM đây, TDM là Hùng đã khuyến nghị ở đâu đó ngày ngày mùng 8 tháng 6, ngày mùng 8 tháng 6. Khi Hùng nhìn thấy TDM đã có những cái tạo lập khá là tốt. Và đây là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh và cổ phiếu này có thể test lại vùng 29.5 đến vùng 30 thì chúng ta sẽ xem xét mở mua ở quanh vùng 29.5 đến vùng 30. Tuy nhiên là cổ phiếu này chỉ test được về đến vùng 31, tức là không không thể chỉnh sâu hơn được. Không thể chỉnh sâu hơn được và sau đó thì cổ phiếu này đang có những cái phiên lình xình quanh vùng giá 32. 32 thì cái kịch bản tiếp theo cho cổ phiếu này như thế nào? Kịch bản tiếp theo cho cổ phiếu này thì chắc chắn là cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh lên. Sóng 1 của cổ phiếu đã đánh lên rất là mạnh mẽ thì sóng 2 chỉnh đã xong và bây giờ cổ phiếu bắt đầu bước vào một cái nhịp sóng 3. Một cái nhịp sóng 3 lớn của một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh thì chúng ta sẽ kỳ vọng. Đây hình như là trong cái biểu đồ nến tuần thì Hùng đã đề cập đến cái vùng giá đâu đó vùng giá 40. Ở vùng giá 40 nhưng mà ở cái vùng giá 40 thì nó hơi cao và hơi xa hơn. Trước mắt nó sẽ phải là ở vùng giá khoảng vùng giá 36, 35 đến 36 ở đây này. Cái kịch bản đưa 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 trong cái nhịp này là đây, Hùng sẽ để về khoảng vùng 35 đến vùng giá 36 ở trong nhịp đánh này của cổ phiếu thì nó sẽ hợp lý hơn. Sau khi về đến vùng 35, 36 khả năng cổ phiếu này sẽ có những phiên test. Cổ phiếu này khả năng sẽ có những cái phiên test chỉnh để có thể đi đến một cái nhịp nó cao hơn thì mình đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu vượt đỉnh rất là đẹp đối với cổ phiếu TDM và STK là hai mã cổ phiếu mà hiện tại các cái tài khoản trong team Hùng Lê cũng đã đang nắm giữ hai mã cổ phiếu này. Một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng không phân tích ở đây nữa bởi vì là bản tin của chúng ta cũng đã khá là dài rồi. Hùng sẽ có phân tích qua mã cổ phiếu HAG và mã cổ phiếu C47. C47 thì cổ phiếu trà đá vơi bèo vượt thép. Một số các anh chị yêu thích đầu cơ thì cũng đã mở mua cổ phiếu này quanh vùng giá 12.8, 12.8 và chờ những cái cơ hội vượt thoát đi lên. Cổ phiếu này thì cổ phiếu trà đá thôi. Hoàng Anh Gia Lai thì trong giai đoạn này thì Hùng đang thấy nổi lên ở một anh Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Đang có những tín hiệu khá là tốt và cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà bộ những cái anh yêu thích cổ phiếu đầu cơ là phải mua được Hoàng Anh Gia Lai ở những cái nhịp test chỉnh ở dưới này rất là đẹp. Những cái nhịp test chỉnh của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đang rất là đẹp và yếu tố đầu cơ đối với mã cổ phiếu này đây, test chỉnh lại về vùng 5.2. 5.2 khá là đẹp và sau đó thì cuối phiên lại hút lên. Thì kịch bản cho Hoàng Anh Gia Lai hiện tại là gì? Kịch bản Hoàng Anh Gia Lai hiện tại là dòng tiền đang khá là tốt và xu thế hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai đang là một xu thế tăng giá. Đang là một xu thế tăng giá và sẽ tăng về đâu thì Hoàng Anh Gia Lai thì nếu chúng ta mở mua thì chúng ta bị chậm nhịp rồi. Bởi vì chúng ta mua là chúng ta phải mua ở trong phiên này hôm nay, tức là phiên ngày 19 tháng 6 để chúng ta không bị bất lợi về T và bất lợi về giá. Thì đánh về thì chắc lại về lại vùng này là vùng bao nhiêu ta, vùng 5.6. Vùng 5.6, nhưng anh chị nào mà đang cầm nắm mã cổ phiếu này thì có thể về đến vùng này chúng ta canh chốt, còn mở mua hiện tại thì cũng hơi rủi ro. Ăn được 0.3 nữa. Hùng sẽ thử chia thêm 0.3 chia cho 5.35 thì được bao nhiêu? 5.35 nhân với 100 được khoảng 5.6% nữa, không đáng kể, không ăn thua nữa. Ok. Mã này thì phân tích để cho các anh chị canh để chúng ta chốt lời thôi.
Một mã cổ phiếu nữa trong tuần vừa rồi khuyến nghị mở mua mới, đấy là mã cổ phiếu SKG. SKG thì các anh chị lưu ý là SKG đã chia tách, thì trước khi chia tách, cái khuyến nghị của Hùng lên trước khi chia tách, còn sau khi chia tách thì nó ở khoảng vùng nền 12.2. Vùng nền 12.2 thì chúng ta có thể mở mua 1/3, mua gom ở giai đoạn này để chúng ta có thể chờ đánh một cái nhịp đánh tiếp theo của SKG. Nếu mà cổ phiếu đánh lên thì chúng ta tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, mà đánh xuống hoặc là sideways thì chúng ta có thể cắt bỏ để chúng ta đầu tư những mã cổ phiếu khác tốt hơn. Hai mã cổ phiếu tâm điểm khác của team đấy là mã cổ phiếu PTB, Hùng sẽ phân tích cả mã cổ phiếu PTB. PTB hiện tại team của Hùng đang nắm giữ mã cổ phiếu này và Hùng sẽ nói về các yếu tố kỹ thuật ngắn hạn của PTB. Ở vùng giá 69 đến vùng giá 70 ở đây là PTB đã hình thành một cái vùng nền ở đây và đã có lịch trình những cái phiên đi ngang và một số các cái phiên phân phối. Tuy nhiên là có hai phiên phân phối mạnh giảm mạnh thì cái lượng hàng nó ra không thực sự nhiều, và khi đó thì Hùng có phân tích lại cho nhà đầu tư của Hùng Lê, đó là khả năng hồi tụ ở vùng giá 66.5. Hùng đã phân tích cho những anh chị mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì có thể là những cái kịch bản Hùng đưa ra, những cái kịch bản Hùng đưa ra thì đây kịch bản Hùng đưa ra thì có thể là vùng 67.5 này, vùng 6 có thể chạm vùng 66.5 và hút lên. Đó, hút lên. Thì về phân tích kỹ thuật là bao giờ chúng ta cũng cũng quan sát những cái kịch bản để chúng ta để đưa ra những cái tình huống xấu nhất của cổ phiếu, tức là nếu vùng 66.5 nó bị gãy thì chúng ta phải làm gì đó, thì chúng ta cần phải bán, và thậm chí là cổ phiếu Hùng đã đưa ra kịch bản thậm chí là có thể test về vùng 65.5 rồi sau đó mới hút lên. Thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta phân tích, và những cái vùng chúng ta mở mua ở đây là những cái vùng mở mua vị thế. Và khi mà cổ phiếu này có những cái phiên vừa thoát và có những phiên đạt kỹ thuật thì chúng ta sẽ mua để chúng ta gia tăng tối đa tỷ trọng, đúng không ạ? Vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại đối với PTB thì như nào? Trong phiên ngày hôm nay PTB, nếu như PTB đóng cửa được vùng giá 68 thì đẹp, nhưng mà lại đóng cửa vùng giá 67.8 thì nó hơi xấu một tí. Tuy nhiên là cái yếu tố dòng tiền thì nó lại rất là tích cực khi mà lượng cung cầu gần như cạn. Thì với kịch bản tiếp theo của PTB thì Hùng hoàn toàn có thể kỳ vọng là PTB sẽ đánh qua vùng giá 68, sẽ đánh qua vùng giá 68 và chúng ta kỳ vọng một cái nhịp đi dài của PTB ở trong cái nhịp đánh này đối với mã cổ phiếu PTB. Đối với mã cổ phiếu PTB và nhịp đánh dài thì như thế nào? Nhịp đánh dài thì Hùng đang kỳ vọng là đánh về vùng 7x đấy. À đâu, xin lỗi cả nhà, đánh về vùng 74 đến vùng 75. Đang kỳ vọng ở trong nhịp này PTB sẽ đánh được về vùng 74 ở đây. Đó, từ vùng 60 từ cái nhịp phút này đi lên thì sẽ đánh về vùng 74, thì đấy là cái kịch bản Hùng đang đưa ra, và hiện tại ở những yếu tố kỹ thuật thì đang ủng hộ cái kịch bản này xảy ra. Mã cổ phiếu này thì tiếp theo là mã cổ phiếu HT1. HT1 cũng là một mã cổ phiếu mà nó đường đi của nó thì nó đi rất là chậm rãi, rất là nhẹ nhàng, thì cũng đã có đề cập đến ở đây vùng 15.5 đến vùng 16. Những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu về ngành xi măng, à đúng rồi, xi măng, thì có thể là tham gia cổ phiếu này ở quanh vùng giá 15.5 đến vùng 16, 1/3 số định mua. 1/3 số định mua thì hiện tại thì đang có những cái lực hồi, và cổ phiếu này thì thường thường nó đi chậm, nhưng mà Hùng đánh giá cũng đi chậm nhưng mà đi chắc. Ok, một số cái mã cổ phiếu mới lên sàn thì chúng ta cũng sẽ không phân tích nữa. Sẽ xem cổ phiếu SJC xem. SJC thì đang có những nhịp chỉnh và vùng hỗ trợ ở đây thì khả năng về đây, về quanh vùng này. Quanh vùng này rồi mới tích lũy đi lên được, mới tích lũy đi lên được. Ok. Có để Hùng xem trong 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 này có một cái mã cổ phiếu cũng đang khá là hay, đấy là mã cổ phiếu nào nhỉ? Mã cổ phiếu DTD. DTD
Đây, DTD cũng là một mã cổ phiếu mà đang đi theo sóng trend cũng khá là hay, và mã cổ phiếu này thì vùng hỗ trợ 12. Đây là điểm mà Hùng Lê đã phân tích cùng với một nhà đầu tư nữa, tại vì là đang quan tâm đến mã cổ phiếu này nên là đã phân tích và đã đề ra cái vùng giá là 12.2, đấy là vùng 12, đấy là vùng để mua. Để mua thì hiện tại là đang đóng cửa vùng 12.6, mã cổ phiếu này cũng khá là hay. Thêm một mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu VCR, thì mã cổ phiếu này thì Hùng cũng đã hội ý với cả một nhà đầu tư nữa, nhưng mà mã cổ phiếu này thì đang có một phiên hút tăng trần. Thì điểm mua thì không còn, điểm mua không còn, đang chờ ở một cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Đây là mã cổ phiếu mà đánh cũng khá là kinh khủng. Khá là kinh khủng, điểm mua sẽ không còn. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa mới phân tích nhìn nhận lại thị trường chứng khoán Việt Nam quý 2 năm 2019. Nhìn nhận lại một tháng 6 vừa mới trải qua với một thị trường chứng khoán cơ sở thì gặp rất nhiều những cái rủi ro, rất nhiều những cái khó khăn, và cũng cùng đánh giá lại ở trong team của chúng ta ở trong tháng 6, trong bên cái mảng gọi là mảng phái sinh, thì chúng ta cũng đã tổng kết lệnh tháng 6, đấy là chúng ta cũng đã lãi được 73,1 điểm, thì đấy là một cái thành công theo Hùng Lê, đấy là một thành công rất là lớn. Đấy là một thành công rất là lớn khi mà thị trường của chúng ta đã có những cái tháng rất là khó khăn, thì đã có thêm một cái mảng phái sinh cho các anh chị, những anh chị nào mà đang trending phái sinh và tham gia cùng với team Hùng Lê thì đã có được một cái tháng 6 cũng khá là ok. Và trong cái bản tin này thì Hùng cũng đã chia sẻ các anh chị về cái phương pháp quản trị rủi ro dòng tiền, và cũng chia sẻ với các anh chị về cái quan điểm đúng và sai. Nếu các anh chị thấy cái quan điểm của Hùng Lê phân tích như vậy là đúng, thì trong cái bản tin này thì Hùng Lê xin mỗi anh chị một like, để một like video để Hùng Lê có thêm những cái động lực để biên tập những cái bản tin tiếp theo, biên tập những cái video tiếp theo để hướng dẫn cho cộng đồng nhà đầu tư, để là chúng ta cùng lan tỏa, để chúng ta cùng hội tụ về, để chúng ta có được một cái cộng đồng nhà đầu tư tốt nhất, để chúng ta có được một cái team đánh ở trên thị trường chứng khoán là thành công. Thì Hùng Lê cũng rất là mong các anh chị tiếp tục, chúng ta share những cái bản tin, tiếp tục chia sẻ những cái bản tin phân tích hàng tuần của Hùng Lê đến với bạn bè, đến với người thân, đến với những anh chị đang đầu tư chứng khoán mà chúng ta cũng đăng ký kênh, để chúng ta cập nhật những cái thông tin mới nhất của Hùng Lê, cũng như là chúng ta like video để Hùng Lê có thêm những cái động lực để chúng ta cùng hoàn thiện tốt hơn. Và những anh chị nào có những cái thắc mắc về các cái mã cổ phiếu ở dưới các cái bản tin hàng tuần, có những dòng comment, các anh chị vui lòng comment ở bên dưới, Hùng Lê sẽ phân tích và giải đáp cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Và một lần nữa thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, để cùng xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, để chúng ta có được một cái team sinh hoạt ở trên đó, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức cho nhau. Bản thân Hùng Lê cũng học được rất nhiều những cái thông tin từ nhà đầu tư, nhận được rất nhiều những cái mã cổ phiếu tốt từ nhà đầu tư chia sẻ, thì từ đó thì chúng ta sẽ có được những cái góc độ chia sẻ hai chiều, và chúng ta sẽ đưa những cái mã cổ phiếu tốt đó lên team, lên Zoom để làm sao đó để chúng ta hỗ trợ được tốt nhất cho cộng đồng nhà đầu tư. Zalo của Hùng Lê 0968279555, các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê để có thể tương tác và có thể hỏi Hùng Lê trực tiếp ở trên Zalo. Thì trên Zalo thì Hùng Lê sẽ có những cái câu trả lời, khi mà Hùng Lê có thời gian thì Hùng Lê sẽ trả lời cho các anh chị để có được một cái góc nhìn tốt hơn. Ok, Hùng Lê xin kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những cái bản tin tiếp theo.